Minh. Minh sinh năm 1982 và Minh là nhà đầu tư của Skyway từ cuối năm 2018. Ngày hôm nay thì Minh rất là vui và vinh hạnh vì được ban tổ chức của chương trình Dung Tổng của nhóm Triệu Tâm Việt Nam cho phép được làm MC để kết nối quý cô chú anh chị với người chia sẻ của ngày hôm nay ạ. Minh rất là cảm ơn người mà đã chia sẻ cho Minh cơ hội Skyway này, bởi vì nhờ có cái nhờ với cái dự án này mà Minh đã được đồng hành với quý cô chú anh chị, được sống trong một cái cộng đồng rất là vui và tích cực như là cộng đồng Skyway, và lại được làm cổ đông của một tập đoàn vô cùng là tiềm năng và nhân văn như là Skyway. À, bây giờ thì mình cũng như quý cô chú anh chị cũng biết là cái việc mà chúng ta đón nhận một dự án gì hay là chúng ta có yêu quý cái dự án đó đến đâu ấy, thì tất cả nó đều nằm ở cái việc là chúng ta tiếp nhận thông tin và phân tích cái thông tin đó, đúng không ạ? Đấy, cùng là một cái thông tin thôi, cùng là tất cả những cái dữ kiện đấy, thì tại sao có người như thế này nhìn được một góc nhìn và nhìn nhận khác nhau? Đấy, có những người và họ lại có thể sở hữu được rất là nhiều cổ phần của tập đoàn Skyway, mà có những người mới chỉ nghe đến dự án thôi là đã không cả dám tìm hiểu rồi, và dẫn đến là mất cơ hội của mình, hoặc thậm chí là đang trả góp giờ của chúng ta cũng dừng lại vì chúng ta sợ quá, đúng không ạ? Thế thì chính vì thế nên là ban tổ chức cũng hiểu được cái tâm tư nguyện vọng của mọi người như vậy. Thế nên là có tổ chức một cái buổi Zoom với cái chủ đề của ngày hôm nay, thì như đã thông báo đó là một cái góc nhìn của một người em rất là trẻ. Đấy, thì chúng ta sẽ được nhìn thấy là sẽ được xem là cái cách mà em ấy tiếp nhận cũng như là phân tích thông tin như thế nào mà để cho từ 2018 hay 20, từ cái hồi em ấy tham gia vào dự án Skyway đến nay có rất là nhiều sóng gió cũng như là dư luận trái chiều, đúng không ạ? Nhưng mà em vẫn vững lòng và thậm chí là càng ngày càng sở hữu được nhiều cổ phần hơn, và thậm chí là càng ngày càng giúp được nhiều người sở hữu cổ phần giống như em ấy. Thế thì hôm nay để không làm mất thời gian của quý cô chú anh chị, thì mình xin mời lên đây em Đinh Tuân. Cả nhà hãy cùng nhau chat vào ô chat số 9 để chào mừng em Đinh Tuân ạ. Xin mời Tuân. Hello cả nhà. Vâng. Cho phép Đinh Tuân xin kính chào tất cả cô chú anh chị có mặt trong buổi Zoom tối ngày hôm nay ạ. Và để mà thuận tiện trong việc trò chuyện cũng như giao lưu thì cho phép là Tuân xin được xưng em được không ạ? Em Tuân, và gọi là tất cả cô chú anh chị là cô chú anh chị được không ạ? Bởi vì trong buổi Zoom của chúng ta những người cô, đúng không ạ? Người bác lớn tuổi đều có, và các anh, các chị và các em cũng có. Cho nên là Tuân sẽ thống nhất là xin được gọi là cô chú anh chị và em Tuân, được không ạ? Nếu mà tất cả cô chú anh chị đều đồng ý thì chúng ta hãy comment số 9 đi ạ. Và ở đây thì có cô chú anh chị nào mà chưa biết em Tuân không ạ? Em Tuân thì là cũng nửa đời người rồi, và cái tên thì vẫn là quen thuộc, không hề thay đổi, đó là Đinh Văn Tuân ạ. Tên thường gọi hay là Đinh Tuân. Đấy, thì cũng ba mấy năm qua rồi mà chưa đổi tên cô chú anh chị ạ. Đấy, và từ giờ cho đến cuối đời chắc cũng không đổi tên đâu. Đấy, cho nên là cô chú anh chị hãy yên tâm, đúng không ạ? Đấy, thì phút giao lưu cho cô chú anh chị vui vẻ một chút, đúng không ạ? Thì cũng xin giới thiệu, đó là em là Đinh Văn Tuân, sinh ra và lớn lên tại vùng quê nông thôn, vùng núi trên Hòa Bình. Đó, nhắc đến Hòa Bình thì chắc là cô chú anh chị đều biết Hòa Bình thì đặc sản nó là núi đồi rất là nhiều. Đấy, cho nên là bản thân Tuân thì cũng là sinh ra ở nông thôn thôi, nhưng mà với những cái khao khát tìm hiểu cũng như là học hỏi, đấy, chính vì thế mà cũng được quen biết với một, đó là anh chị Tuấn Anh đó. Và Tuấn thì quen biết với anh chị Tuấn Anh là từ năm 2009 cô chú anh chị ạ. Và anh em chơi với nhau, và anh Tuấn Anh cũng đã giúp đỡ bản thân Tuân rất là nhiều. Thậm chí là anh Tuấn Anh và một số anh nữa coi em Tuân là em trai, em trai trong gia đình. Đấy, và được nhận được sự giúp đỡ của anh Tuấn Anh rất là nhiều. Đấy, thì cũng một lần nữa đó là xin chân thành cảm ơn người anh trai, anh chị Tuấn Anh đã trao cái cơ hội này, cũng như là cái cơ duyên nắm giữ cổ phần của cái tập đoàn Skyway này cho bản thân em Tuân, được biết đến và cũng như là dìu dắt em Tuân trong suốt thời gian qua, để em Tuân là lựa chọn đúng cái
là tìm hiểu về công nghệ Segway cũng như là tìm tòi những cái tài liệu Segway để mà cho bản thân em Tuân là cảm thấy là vững tin hơn trong cái việc mà gặp những cái dư luận, đúng không? Gặp những cái dư luận trái chiều so với cái dự án đó, để mà mình có một cái hướng đi tốt hơn đó, đúng không ạ? Đấy thì nhìn qua, nhìn chung thì chúng ta cũng thấy là cái dự án của chúng ta nó rất là văn minh, đúng không ạ? Nó mang lại rất nhiều những cái giá trị cho xã hội, cũng như là cho bản thân chúng ta, cũng như là cho gia đình của chúng ta đó, và những người xung quanh chúng ta đó. Khi mà cái dự án này thành công thì nó sẽ mang lại rất là nhiều lợi nhuận, đúng không? Nhiều lợi ích cho xã hội. Đấy, thì để mà chúng ta vững tin hơn trong cái quá trình đầu tư, để mà chúng ta không sợ sệt, đúng không ạ? Không lo lắng, thì chúng ta cần phải nhìn theo dõi thông tin ở một cái góc độ nào đấy, đúng không ạ? Đấy, góc độ phân tích, đúng không ạ? Góc độ phân tích và so sánh. Đấy thì quan trọng nhất là cái nguồn tin, đúng không ạ? Cái nguồn tin là chúng ta phải theo dõi xem là cái nguồn tin này nó xuất thân từ đâu, xuất phát từ đâu, đúng không ạ? Nếu mà bản thân cái nguồn tin đấy là chúng ta chẳng biết nó là cái cơ quan gì cả, đúng không ạ? Nó chỉ là một bài báo hay là một bài viết thôi thì nó chẳng khác gì một cái tin vịt đó. Đấy, nhưng mà nếu mà cái thông tin đấy xuất thân từ những cái cơ quan ngôn luận mà có uy tín đó, và được sao ạ, được nhà nước công nhận, đúng không? Được nhà nước công nhận, cũng như được người dân, cũng như nhiều người công nhận đó là cái nguồn tin mà đáng tin cậy, được nhiều người theo dõi, thì chúng ta một phần nào đấy là chúng ta cũng nên tin theo những cái nguồn tin như vậy, chứ không phải là những cái bài báo mà không có lai lịch, rồi là những cái tờ báo mà nó không có uy tín, đúng không? Đấy thì vừa rồi là trong thời gian tháng 9, tháng 10, bản thân Tuân cũng đã gặp được những cô chú anh chị vẫn gửi cho Tuân những cái bài báo nói về cái dự án của chúng ta, tức là những cái bài báo nói trái chiều về cái dự án của chúng ta. Thì em Tuân cũng đã đề xuất với tổ chức, đó là cái buổi Zoom tiếp theo thì em Tuân sẽ cùng chúng ta, đó là phân tích kỹ về những cái thông tin này, xem là chúng ta nên nghe theo những cái nguồn tin này hay là chúng ta nên tìm hiểu, cũng là nghe theo những cái nguồn tin mà chúng ta đã nắm bắt được cái dự án Segway này đó. Ví dụ như là chúng ta bị ốm, đúng không ạ? Chúng ta bị ốm hay bị bệnh thì chúng ta nên gặp bác sĩ hay là gặp bác sĩ thú y ạ? Bác sĩ đó là chuyên về chăm sóc con người, hay là chúng ta sẽ gặp bác sĩ về thú y ạ, đúng không ạ? Đương nhiên là chúng ta sẽ phải đến bệnh viện và gặp bác sĩ để mà thăm khám, đúng không ạ? Chứ chúng ta không thể là đến cái cơ sở thú y để mà chúng ta kiểm tra cái cơ thể chúng ta được. Đấy, chính vì thế mà cái nguồn tin của chúng ta cũng vậy. Cái nguồn tin của chúng ta khi mà chúng ta gặp vấn đề gì trong cái thông tin về Segway đó, thông tin về Segway trái chiều hay là như thế nào đi chăng nữa. Tuân xin phép một chút ạ. Cả nhà chờ Tuân một chút nhé, chắc chắn đây là một cuộc gọi là vô cùng quan trọng, không thể hoãn được, nên là Tuân xin phép cả nhà gián đoạn một chút ạ, cả nhà thông cảm nhé. Vâng, xin lỗi cả nhà một chút ạ. Đấy thì cũng có một cái cuộc gọi nó gọi là bắt buộc phải nghe, cho nên là phải nghe. Đấy thì cũng mong cả nhà thông cảm cho một chút, đúng không ạ? Đấy thì như chúng ta cũng đã nói với nhau rồi, đúng không ạ? Thì để mà tìm hiểu về những cái thông tin chính thống của dự án Segway thì chúng ta cần phải học hỏi cũng như là tìm hiểu từ những cái người mà họ chuyên môn về cái lĩnh vực đấy. Những người mà chuyên môn về thông tin về Segway thì chúng ta sẽ dễ hiểu hơn là đi tìm hiểu với những
không phải chuyên môn, đúng không ạ? Đấy, ví dụ như là trong truyền thống chúng ta cũng vậy, mỗi người sẽ có một cái chuyên môn riêng, và không phải là chúng ta giỏi một chuyên môn thì chúng ta giỏi tất cả các lĩnh vực đó, đúng không ạ? Đấy, thì ví dụ như là nếu mà chúng ta giỏi về cái giảng dạy trong trường đại học thôi thì chúng ta chỉ giảng dạy lý thuyết thôi, chứ còn đối với cái việc đó là thực hành, đúng không ạ? Thực hành ra bên ngoài thì chúng ta cũng không hề đó là giỏi hơn so với những người mà người ta thực tế, đúng không? Người ta trải nghiệm thực tế, người ta sẽ có kinh nghiệm hơn là những người đó là giảng dạy. Đấy, chính vì thế mà chúng ta cần phải tìm hiểu rõ nguồn ngành từ cái thông tin của Sideway cũng như là mọi góc cạnh. Đó, tức là tốt chúng ta cũng phải nghe tìm hiểu, và xấu chúng ta cũng phải tìm hiểu để chúng ta xem là họ nói xấu như thế nào, đúng không? Để chúng ta tránh. Đấy, thì hôm nay thì con sẽ chia sẻ với cô chú anh chị một cái bài viết từ một cái đơn vị nó liên quan đến tài chính, cô chú anh chị. Đấy, thì nhìn ngay từ cái việc đó là chúng ta nhìn ngay từ cái việc đó là chúng ta nhìn cái nơi mà người ta gọi là cơ quan ngôn luận, đúng không ạ? Đấy, thì đây chúng ta hãy xem cái website của họ đó là gì ạ? Vay tài chính, đúng không ạ? Website của họ đó là vay tài chính, tức là họ đang cho người dân vay tiền. Mà cái hình thức mà cho vay tiền thì chúng ta cũng đã biết rồi, đúng không ạ? Rất nhiều những cái thương vụ gọi là cho vay rất là con số là khoảng 50 triệu thôi, nhưng mà một vài tháng sau, một vài năm sau, đúng không ạ? Thậm chí là gần nửa năm thôi, ví dụ 6-7 tháng mà số tiền lên đến hàng trăm triệu hoặc là hơn, đúng không ạ? Đấy, thì cái việc mà vay tài chính đối với chúng ta nó không phải là một cái cơ quan ngôn luận của nhà nước, mà nó chỉ là một cái gọi là một cá nhân nào đấy hay là một tổ chức nào đấy người ta tổ chức ra để người ta cung cấp cái giải pháp cho những người người ta cần thiết thôi, đúng không ạ? Đấy, ví dụ như là ở đây là người ta tạo ra những cái website như này để người ta giới thiệu cái quy mô tài chính của họ đó là cho vay. Đấy, tức là người ta sẽ giải quyết được cái nhu cầu trước mắt của người cần tiền, đó là người ta đang cần một cái khoản tiền nào đấy thì họ sẽ cho họ vay. Đấy, thì về cái hình thức đó là cho vay là chúng ta cũng đã biết rồi. Đấy, thì cái việc mà một cái bài báo mà xuất thân từ một cái tổ chức là về liên quan đến tài chính như vậy, thì ở đây là họ, chúng ta phải suy nghĩ là họ đăng tải cái thông tin này với mục đích là gì, đúng không ạ? Mục đích của các website, cô chú anh chị hãy lưu ý ở cái điểm này. Đích của các website, họ sẽ thu hút cái lượng traffic là lượng người dùng ấy, vào cái truy cập vào cái website của người ta, thì cái thứ hạng của họ sẽ được nâng lên. Đấy, chính vì thế mà họ sẽ tìm những cái bài viết nào mà những cái chủ đề nào mà gọi là sẽ được nhiều người quan tâm thì họ sẽ đăng tải. Họ không cần biết đó là đúng hay sai, mà họ chỉ đăng tải theo cái chiều một cái góc nào đấy. Có thể là họ sẽ photocopy hoặc là copy từ đâu đấy, họ đăng lên cái trang của người ta để họ thu hút được cái lượng người vào. Đó, thì ở đây chúng ta để ý cái bài viết này cũng như là nơi cái website này người ta viết, đúng không ạ? Cái cơ quan này người ta viết, tổ chức này viết, đó là một cái tổ chức về tài chính. Đó, thậm chí là cũng có rất nhiều những cảnh báo về đó là gọi là tài chính gọi là tín dụng đen ở trên internet, đúng không ạ? Đấy, rất nhiều những cái người gọi là lâm vào cảnh khốn khó bần cùng vì cái việc đó là và gọi là mượn tiền thông qua internet. Đấy, thì ở đây chúng ta thấy là cái bài viết này vào ngày 10/8/2021, đúng không ạ? Thì rất nhiều người, cô chú anh chị là ủi bài viết này nó mới viết, thì họ lại đang cảnh báo về Sideway, tức là ở đây họ lại nói là Sideway lại lừa đảo, đúng không ạ? Nói là Sideway là gì, Sideway lừa đảo hay không, rồi cứ thấy là cái từ này, cứ thấy cái từ này là chúng ta lại hoang mang, đúng không ạ? Chính vì thế mà chúng ta tò mò và chúng ta click vào để xem. Đó, khi mà chúng ta click vào, càng click vào xem thì cái thứ hạng của nó lại lên. Tự nhiên là cái mục đích của cái cơ quan này cũng như là cái tổ chức này, họ lại thu hút được một cái lượng người. Đó, họ lại thu hút được một cái lượng người để họ đẩy cái website của họ lên, họ quảng bá cái thương hiệu của họ lên. Đó, ngay kể cả ví dụ như là thương hiệu của em Tuân đấy, cô chú anh chị chỉ cần gõ đó là Đinh Tuân thôi, thì ở trên cái trang internet này nó sẽ xuất hiện luôn. Đây, đúng không ạ? Đấy, thì ngay cái đầu tiên là nó sẽ xuất hiện, nó là Đinh Tuân sáng vui luôn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì bản thân Tuân đó là cũng được nhiều cô chú anh chị mến mộ và cũng là theo dõi Tuân. Chính vì thế mà khi mà chỉ cần gõ Đinh Tuân trên internet thôi thì sẽ xuất hiện ngay cái thông tin cá nhân của Tuân. Ví dụ như là đây là Facebook, rồi là Instagram, hay là YouTube đều xuất hiện đầu tiên.
Đấy, bởi vì sao? Bởi vì là bản thân Tuân đã gây dựng được cái thương hiệu ở trên cái internet này. Đấy, chính vì thế mà mục đích của các website, tôi chú anh chị, mục đích của các website họ sẽ xây dựng cái thương hiệu của họ ở trên cái internet này. Tức là chỉ cần nhắc đến tài chính thôi, khi mà họ đã thu hút được một cái lượng truy cập rất nhiều vào với website của họ, thì chỉ cần đó là họ người dùng thôi, người ta nói đến chủ đề đó là tài chính thôi, thì cái thứ hạng của họ sẽ xuất hiện đầu tiên đó. Và đương nhiên là cái việc mà họ luôn thu hút được cái người dùng như vậy, họ sẽ đạt được cái mục đích của họ. Ví dụ như là họ kinh doanh một cái sản phẩm gì đó thì họ sẽ được khách hàng rất là nhiều, đúng không ạ? Đấy, thì đấy là mục đích của những cái website họ xây dựng, họ cũng biết, họ viết bài đấy. Nhưng mà thực tế chúng ta xem lại những cái thông tin ở trong cái bài viết này thì đây là hoàn toàn là những cái thông tin mà gọi là copy sao chép của những cái đơn vị bài báo trước đây của năm 2019 thôi. Rất nhiều những cái cô chú anh chị là những cái cổ đông cũ của Zagway từ năm 2018-19 thì chúng ta sẽ đều biết cái thông tin là Zagway cũng đã bị VTV, đúng không? Cảnh báo từ năm 2019. Nhưng mà cái cảnh báo đấy nó chỉ là cảnh báo thôi cô chú anh chị nhé. Chứ VTV họ không hề khẳng định là Zagway của chúng ta là mô hình đa cấp hay là lừa đảo, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì nó cũng họ VTV họ cũng chỉ làm đăng tải cái bài viết đấy theo cái đơn hàng thôi. Nếu mà cô chú anh chị mà có những cái mối quan hệ ở truyền hình ấy, và cô chú anh chị tìm hiểu sâu kỹ ấy, thì cái VTV họ đăng tải Sideway nói xấu Sideway như vậy, nó cũng chỉ là một đơn hàng từ khách hàng được mà thôi. Đấy, thì từ khách hàng ở đây là ai? Khách hàng ở đây là đối thủ của Sideway, cô chú anh chị ạ. Đối thủ của Sideway, họ không đạt được cái mục đích của họ, tức là họ đang bị ảnh hưởng bởi miếng cơm manh áo. Chính vì thế mà họ đã phải tìm cách đó, họ tìm cách để họ nói xấu của chúng ta, bêu rếu chúng ta để mà gọi là kìm hãm cái sự phát triển của cái Segway này, cũng như cái dự án Segway này, là không muốn cái dự án chúng ta ra đời, đó, không muốn dự án chúng ta ra thị trường. Đấy, chính vì thế mà họ sẽ tìm cách để họ kìm hãm nó. Nhưng mà đối với Segway bây giờ thì tuyệt nhiên là không có một cái quốc gia nào, hay là không có một cái tổ chức nào, hay là một cái cá nhân nào có thể dìm được nó nữa rồi, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì cái dự án hiện nay là cái dự án của chúng ta đang ở một cái tầm cao rất là cao rồi, không ai có thể dìm được đó. Và chúng ta có một cái phao là gì ạ? Chúng ta có một cái phao là không bao giờ chìm xuống được, đó là chính phủ UAE, đúng không ạ? Chúng ta có một cái phao, Sideway có một cái phao, đó là chính phủ UAE, họ đang hỗ trợ cho chúng ta để nâng chúng ta lên một cái tầm cao mới. Đấy, thì như chúng ta cũng đã biết là những thông tin về Sideway tại chính phủ Saja, đúng không ạ? Tại UAE thì là chính phủ họ cam kết hỗ trợ mạnh mẽ cho chúng ta, thậm chí là chính phủ Saja rồi lại chính phủ UAE họ đồng lòng, đó là cam kết hỗ trợ mạnh mẽ cho cái dự án của chúng ta. Và những cái sự cam kết đấy là chúng ta cũng đã thấy rồi đó, những cái sự cam kết của chính phủ UAE cũng như là chính phủ Saja họ hỗ trợ mạnh mẽ cho Sideway là chúng ta cũng đã đều thấy rồi, chúng ta đã đều chứng kiến rồi. Đó là cái gì ạ? Đó là từ cái việc đó là cấp đất, cấp cái mảnh đất, đó là tổng cái diện tích đó là 28 ha, đó, tổng 28 ha là cấp hoàn toàn miễn phí cho Sideway. Nó cũng là một cái hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ đã dành cho Sideway, cũng là dành cho dự án chúng ta đó. Hơn nữa, đúng không? Hơn nữa lại còn được đặt ra mặt tiền đó, đã tặng đất miễn phí rồi lại còn đặt ra mặt tiền để quảng bá cho nhiều người, người ta đi di chuyển trên đấy, người ta biết đến đấy, thì đấy nó cũng là một cái sự hỗ trợ mạnh mẽ cho dự án chúng ta đó. Đấy, và cái nữa, đúng không ạ? Cái nữa đó là truyền thông của đất nước, rồi là những cái cơ quan của chính phủ, là ví dụ như là RTA đó, RTA tức là Bộ Giao thông của Dubai, họ cũng luôn luôn đó, luôn luôn đó là đăng tải những cái hình ảnh liên quan đến công nghệ Sideway đó. Và cái nữa đó là cái khu trung tâm công nghệ cao của Trung Đông đó, cái mục tiêu của họ, cái khu trung tâm này nó sẽ trở thành cái thung lũng silicon thứ hai của thế giới tại tiểu vương Sajan. Đấy, thì tại cái trung tâm này là người giám đốc của cái trung tâm công nghệ cao này, họ đứng lên, đúng không ạ? Họ đứng lên để họ chia sẻ về công nghệ Sideway, chia sẻ về cái cơ hội Sideway, và họ đầy niềm tin cũng như là đầy tự hào rằng là quốc gia của họ đang sở hữu một cái công nghệ mà họ gọi là quốc gia của họ sẽ là cái quốc gia mà đứng đầu trong cái việc đó là lựa chọn cái công nghệ này. Đấy, đúng không ạ? Đấy là những cái mà chúng ta thấy được là chính phủ của UAE họ là cái phao nổi cho để giúp cho cái dự án Sideway của chúng ta nâng lên một cái tầm cao mới, mà không
có một cái tờ báo nào hay là không có một cái cá nhân nào có thể dìm chúng ta xuống được. Đó, cô chú anh chị dùng ạ. Và thực tế thì những năm trước đây, ví dụ như là năm 2014, 15 và 16 thì là chúng ta cũng đã bị kìm hãm bởi đó là chính phủ Litva rồi, đúng không ạ? Chính phủ Litva rồi, ngân hàng trung ương Litva họ cũng đã có những cảnh báo về cái dự án chúng ta. Tuy nhiên thì cái việc cảnh song song với cái việc mà cảnh báo đấy thì chính phủ họ cũng đã vào cuộc đó, họ trực tiếp vào cuộc đó là điều tra về dự án chúng ta. Chính vì thế mà thời điểm đó là 2014, 2015, 2016 là cái dự án của chúng ta nó không có sự phát triển nhiều đó, tức là nó bị kìm hãm bởi chính phủ. Và cái quá trình mà chính phủ họ điều tra như vậy, họ không tìm ra bất cứ lý do gì để mà gán tội cho doanh nghiệp này cũng như là dập tắt cái doanh nghiệp này đó, thì sau đó thì họ đã dừng cái cuộc điều tra, đúng không? Đã dừng cái cuộc điều tra và bản thân cái việc mà chính phủ họ điều tra và dừng cuộc điều tra như vậy đó, thì sau khi mà dừng cuộc điều tra thì cái dự án nó phát triển đi lên. Thì từ cái việc này là chúng ta cũng đã thấy được rằng là chính phủ Litva họ có đầy đủ năng lực để điều tra một doanh nghiệp, đúng không? Đầy đủ những cái quyền hạn để mà điều tra một doanh nghiệp. Sau đó họ đã cái quá trình điều tra của họ đã chứng minh cho chúng ta, đúng không? Cho chúng ta là những cổ đông của Segway, hay là chứng minh cho khách hàng là những chính phủ các quốc gia của Segway, cho thấy là Segway là một dự án đầy nhân văn và họ làm thật ăn thật, đúng không cô chú anh chị? Đấy, thì cái chỉ từ cái thông tin này thôi là chúng ta cũng đã thấy được rằng là cái công ty của chúng ta cũng là tập đoàn toàn sải quay nó hoàn toàn minh bạch, cô chú anh chị ạ. Đấy, chính vì thế mà những cái loại mà báo lá cải như này, đúng không ạ? Đây báo không phải là báo, đây nó chỉ là một bài viết của một cá nhân thôi, hay là một tổ chức nhỏ lẻ nào đấy thôi, đúng không ạ? Không phải là cơ quan ngôn luận. Đấy, thì bản thân Tuân cũng có thể là tạo ra được một cái website như này. Thực tế thì ở đây ạ, đúng không ạ? Thực tế thì bản thân Tuân cũng đã là chủ của cái website là segway.com, và bản thân Tuân cũng đã tự viết được những cái bài viết như này. Nếu mà bản thân Tuân là một người đó là không thích cái dự án này, đúng không ạ? Ác ý với cái dự án này thì bản thân Tuân cũng có thể là tự viết được. Và bản thân 175 cô chú anh chị trong cái buổi Zoom ngày hôm nay thì bản thân anh chị, cô chú anh chị cũng có thể tạo ra một website để mà cô chú anh chị viết nói xấu về nó, nếu mà bản thân cô chú anh chị có ác ý nói xấu về nó. Đó. Đấy, chính vì thế mà chúng ta cần ở cái điểm gì ạ? Cần phải xem xét cái nguồn tin đấy nó xuất thân từ đâu. Đúng không ạ? Cái nguồn tin đấy nó xuất thân từ một cái cơ quan ngôn luận hay là một cá nhân hay là một tổ chức nhỏ. Đó. Đấy thì đảm bảo là với 179 cô chú anh chị trong cuộc buổi Zoom ngày hôm nay, cô chú anh chị sẽ không biết được cái chủ của cái admin của cái website đó là vay tài chính này nó là ai cả. Đúng không ạ? Đấy, nhưng mà nếu mà là một cơ quan báo chí thì bản thân chúng ta sẽ được theo dõi thường xuyên. Còn cái việc mà thông tin từ một cái website cỏ như này thì chúng ta không cần quá cần thiết để chúng ta phải hoang mang về nó làm gì cả. Đúng không ạ? Đến chính phủ Litva người ta vào cuộc điều tra hẳn hơn 2 năm, người ta còn không lôi ra được những cái dẫn chứng để mà khiến cái doanh nghiệp này người ta không thể tiếp tục, đúng không ạ? Bởi vì doanh nghiệp người ta làm ăn quá nghiêm túc, đấy, quá chuẩn chỉnh. Đấy, chính vì thế mà người ta phải dừng cuộc điều tra và lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu về cái việc mà chính phủ Litva người ta điều tra có ra kết quả gì hay không. Cái kết quả của họ là không có kết quả gì và dẫn đến đó là bị kiện lại, đó, bị doanh nghiệp cứ là ngày đi kiện lại cái chính phủ này. Đấy thì lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái phóng sự đấy. Đó, đây. Ví dụ như ở đây, đúng không ạ? Đây là cái phóng sự mà đã nói về cái việc đó là kiện lại chính phủ Litva, là Segway kiện lại chính phủ Litva. Và sau đó thì chúng ta khi mà tìm hiểu thông tin là sao, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái bài báo này. Người ta nói những cái góc cạnh đấy là có đúng hay không, đúng không ạ? Đó. Chắc là cô chú anh chị đều nhìn thấy video này đúng không ạ? Xin chào các bạn thân mến, chúng ta đang đứng tại thủ đô Litva. Hôm nay ngày 4 tháng 12, sau 45 phút nữa vào 1 giờ chiều, tại tòa nhà đằng sau tôi đây, đó là tòa án cận Vilnius, sẽ diễn ra xét xử đơn kiện của Anatoly Edorovich Yunitsky đối với chính phủ Litva. Vài năm trước, người sáng lập công nghệ Skyway đã tới Litva để bắt đầu xây dựng trung tâm thử nghiệm và trình diễn công nghệ vận tải đường dây tại đây.
Hợp đồng đầu tư đã được ký kết với tòa thị chính Xiaoliai, đã nhận đất, thuê văn phòng, tập hợp đội ngũ nhân viên. Sau đó, công việc bị cản trở bởi lợi ích của một tập đoàn châu Âu lớn, cũng làm việc trên thị trường vận tải. Một vụ án hình sự đã được khởi xướng chống lại Anatoly Edurovic, tài sản, tất cả các tài khoản ngân hàng đều bị đóng băng. Kết quả là ông phải rời khỏi nước này và xây dựng vận tải đường dây tại Belarus. 3 năm đã trôi qua, không có bằng chứng nào về ý định phạm tội của ông được tìm thấy. Hôm nay chúng ta là nhân chứng của sự việc đang tiếp tục diễn ra ấy. Hiện còn một lát nữa là bắt đầu phiên tòa, chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn một trong những người tham gia sự kiện này, cũng như cho xem nơi mà đáng lẽ trung tâm thử nghiệm và trình diễn Skyway được diễn ra ở thành phố này. Sự xuất hiện của dự án Skyway tại Litva và cá nhân Anatoly Edurovich Yunitsky được chào đón bởi rất nhiều người quan trọng có uy tín của chính phủ Litva. Hôm nay chúng tôi đang nói chuyện với một trong số họ, đó là một mục sư, người sáng lập trung tâm phục hồi chức năng của người nghiện rượu và ma túy, Vladimiras Kaparas. Vladimiras, ông là một trong những người nhớ sự khởi đầu của Skyway tại Litva. Xin hãy chia sẻ công nghệ này đã đến Cộng hòa Litva như thế nào? Đây ạ, đây là một nhân chứng sống, là họ đã chứng kiến cái việc đó là Skyway đến với Litva như thế nào. Đó, và sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là họ đã chứng kiến cái Skyway là đến với Litva như thế nào và tại sao Litva, Skyway lại không phát triển ở Litva mà lại phát triển ở bên Belarus. Đó là một câu chuyện xảy ra vào năm 2014. Bản thân công nghệ khi ấy chưa tới, nhưng tôi biết rằng người ta đã ký kết tại tòa thị chính thành phố một hợp đồng về việc sẽ xây dựng Eco Technopark Skyway để ứng dụng công nghệ tiên tiến này. Tôi đã nghe rất nhiều cuộc nói chuyện trên truyền hình, đã có những cuộc tranh luận trên các phương tiện truyền thông, một số thì cười nhạo, những người khác thì tin tưởng. Nhưng một thỏa thuận đưa ra, bởi vì có những người sáng suốt đã nói, ngay cả khi không có gì phát sinh, nhưng một con người đưa ra nghĩa vụ, ký hợp đồng và nói thành phố sẽ nhận được bao nhiêu tiền, sau bao nhiêu lâu, hãy để anh ta làm điều đó. Khi các nghị sĩ họp lại và tranh luận, người ta đã nói, rồi cứ để cho ông ấy xây thậm chí cả thang lên trời, tới Chúa. Cứ để ông ấy xây đi, chúng ta có vấn đề gì đâu. Điều quan trọng nhất là ông ấy đã ký kết, ông ấy trả tiền. Nếu không làm được thì ông ấy sẽ đóng cửa và rời đi. Còn thành phố nhờ thế chỉ nhận lợi nhuận, hãy để cho ông ấy làm, khéo lại làm được thật thì sao? Người ta đã đồng ý cấp đất. Còn sau đó, khi người ta biết đến trong chính phủ, còn có những kế hoạch đường xá khác ở Xiaoliai. Tôi đã nghe thấy giả thuyết rằng người ta cản trở vì có số tiền không nhỏ từ Siemens, tập đoàn có đăng ký tại đây một công ty con, công ty được cho là thực hiện một con đường tại đây. Skyway cùng với con đường của mình đối với Siemens là đối thủ cạnh tranh lớn cho đường sắt và đường ô tô của họ.
và sau một tháng mọi thứ bị đóng cửa. Mặc dù người ta nói rằng các ngân hàng đã phát hiện thủ đoạn gian lận tiền bạc nào đó, nhưng mọi thứ là bịa đặt. Đây ạ, à, cô chú anh chị thấy không ạ? Tức là khi mà Sideway đến với Litva, đó thì không phải là chỉ mỗi Sideway ở đấy, tức là chính phủ họ họ cũng bán tính bán nghi, tức là họ họ đã không tin tưởng vào cái dự án này nó có thể thành công rồi. Nhưng mà vì lợi ích của họ, tức là nếu mà cái dự án phát triển được thì quốc gia cũng phát triển đi lên, và cái việc mà doanh nghiệp người ta phát triển ở đây thì họ sẽ có một cái khoản thuế đó. Họ sẽ thu được cái khoản lợi nhuận đó là từ thuế của doanh nghiệp đấy, cho nên là họ sẵn sàng chấp nhận là cho cái doanh nghiệp này họ họ phát triển tại đây, và thậm chí là cũng đã phê duyệt đất cũng như là cấp đất cho dự án rồi. Tuy nhiên thì ở trong đấy thì có cái gì ở trong đấy nữa, có đối thủ cạnh tranh đó là CME của Mỹ, đúng không? Họ có công ty con tại cái Litva này, và bản thân những cái công ty đấy là họ là những cái doanh nghiệp truyền thống và họ đã có trên thị trường rồi, có mặt trên thị trường rồi đấy. Chính vì thế á, chính vì thế thì những cái đối thủ, đúng không? Những đối thủ đấy họ nhận ra rằng là khi mà cái dự án Sideway này phát triển lên thì cái miếng cơm manh áo của họ sẽ bị ảnh hưởng, cô chú anh chị, và họ đã tìm cách để họ họ nói xấu cũng như bêu xấu cái dự án này, và thậm chí là đến ngân hàng, đúng không ạ, đến ngân hàng người ta cũng nói rằng là dự án chúng ta có những cái thủ đoạn đó là gian lận trong đấy, nhưng mà thực tế thì nó không phải, đấy là những cái lời bịa đặt họ nói ra để gây bất lợi cho dự án mà thôi đó. Thì chính vì thế mà ngân hàng trung ương Litva, ngân hàng trung ương Litva và chính phủ Litva người ta cũng đã có những cái cảnh báo về cái dự án chúng ta trước đây từ năm 2019 rồi đó. Và cái việc mà cảnh báo đấy họ là không phải là chỉ cảnh báo không, họ không chỉ nói không, cô chú anh chị, họ đã vào cuộc để họ điều tra. Lực lượng đặc biệt của chính phủ Litva người ta vào cuộc để điều tra cái dự án Sideway này. Và cô chú anh chị biết vì sao lực lượng đặc biệt lại vào cuộc không ạ? Lực lượng đặc biệt là để chuyên trị những cái cương vụ mà cái phạm vi đó là xuyên biên giới, cô chú anh chị, chứ không phải là phạm vi nhỏ. Cái lực lượng đặc biệt là họ có cái quy mô, là có trách nhiệm, đó là phạm vi quy mô của họ nó rộng hơn, tức là lan tỏa ra các quốc gia đấy. Và cái dự án này là thu vốn là thu vốn thông qua internet, và nó không phải là chỉ thu vốn ở Litva đấy. Chính vì thế mà lực lượng đặc biệt của Litva họ đã vào điều tra Sideway rồi. Ở ngân hàng trung ương Litva người ta cũng đã có cảnh báo rồi. Lát nữa chúng ta sẽ xem những cái thông tin mà nói xấu về Sideway gần đây, là tôi cho là tháng 8 năm 2021 này, họ có nói đến cái thông tin của Litva hay không. Thì khi mà nếu mà họ nhắc đến cái thông tin của Litva thì họ đang gọi là bới móc lại những cái thông tin cũ thôi, đúng không? Họ bới móc lại những cái tin rác, tin cũ ngày xưa mà thôi. Đó, và những cái tin đấy nó chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Chính phủ họ đã vào cuộc để họ điều tra rồi. Đó. Đấy, chính vì thế mà cái quan trọng nguồn tin của chúng ta nó rất là quan trọng, thưa chú anh chị. Vì làm sao ngân hàng có thể nhảy vào một lĩnh vực nào đó và kiểm tra ở đó? Đấy, ngân hàng thì như thế này, ý chỉ có trách nhiệm là cảnh báo thôi. Thì làm hoãn lại một việc nào đó khi sự việc được điều tra 1 hay 2 năm, các đối thủ cạnh tranh vượt lên phía trước. Còn người mà sau đó được công nhận là không có tội sẽ không đuổi kịp theo các đối thủ cạnh tranh ấy. Bởi vì tất cả các hợp đồng và thỏa thuận đã được thực hiện và anh ta sẽ không tham gia được vào một cuộc chơi nữa. Và ở Litva đã có nhiều trường hợp như thế, không chỉ với Sideway. Nếu chỉ nhìn vào lịch sử, điều đó không chỉ diễn ra với các con đường, với việc xây dựng mà còn trong lĩnh vực kinh tế khác. Đấy, cô chú anh chị thấy không ạ? Thể chế cái chính phủ ở bên đấy nó không được văn minh rồi, nó cũng không bảo vệ quyền lợi cho cái người dân cũng là các doanh nghiệp. Đó. Tức là khi mà một doanh nghiệp, đúng không ạ, một doanh nghiệp mà có thể là non trẻ mới ra, là những cái doanh nghiệp cũ họ sẽ bóp méo sự thật và kìm hãm cái sự phát triển của nó. Và khi mà những cái thông tin, đúng không ạ, những cái mà đã được chứng minh là doanh nghiệp của mình nó hoàn toàn minh bạch và rõ ràng, thì bản thân doanh nghiệp đấy đã đi chậm hơn so với những cái doanh nghiệp truyền thống là ít nhất là 1 đến 2 năm rồi, đúng không ạ? Và khi mà đã đi chậm như vậy thì những cái doanh nghiệp đi trước họ luôn luôn dẫn đầu rồi. Đấy, thì cái thị trường nó bị phân chia, đúng không ạ? Đấy, và cái việc mà kìm hãm cái sự phát triển của những cái doanh nghiệp non trẻ mới ra đời thì không phải là chỉ mỗi cái lĩnh vực đó là công nghệ và giao thông đâu, mà về cái những cái công ty cũng như là về những cái lĩnh vực về kinh tế khác cũng có những cái trường hợp như vậy. Đấy, thì cho thấy là nếu mà chúng ta, đúng không ạ, doanh nghiệp chúng ta mà đăng ký kinh doanh tại
tại cái Litva này hay là tại cái Belarus hay là của Nga, thì cái việc mà bảo vệ quyền lợi cho chúng ta nó cũng không được được an toàn cho lắm. Chính vì thế mà chúng ta đã lựa chọn một cái thể chế văn minh hơn, đúng không ạ? Cũng như là bảo vệ quyền lợi của người dân, cũng như là người tiêu dùng, rồi là cá nhân của cái nhà đầu tư, của doanh nghiệp hơn, đó là chính phủ của Anh. Đó, luật pháp của Anh thì chúng ta đều biết đó là nó rất là văn minh, đúng không? Văn minh và rất là nghiêm khắc. Đấy, chính vì thế mà chúng ta đã kinh doanh, đăng ký kinh doanh tại quần đảo Virgin thuộc Anh. Và nơi này thì nó cũng là một thiên đường, đó là ưu đãi về thuế cho các doanh nghiệp. Đó, là một nơi đó ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp. Và các doanh nghiệp khởi nghiệp thì đa phần nó lựa chọn ở những cái nơi mà vừa văn minh vừa được ưu đãi thuế như vậy. Đấy. Những việc như thế được dựng lên, cuộc điều tra bắt đầu và sau 2-3 năm hóa ra họ không có tội, đó là cách loại bỏ đối thủ. Đấy, đấy là cái cách mà các đối thủ người ta loại bỏ nhau. Đấy thì Segway cũng vậy, bị những cái doanh nghiệp truyền thống họ tìm cách để họ kìm hãm cái sự phát triển của chúng ta. Bởi vì trong đời tôi đã gặp cảnh như thế trước khi xảy ra với Skyway. Khi tôi mua tòa nhà này, ở đây mọi thứ đã bị phá hủy. Đây là một ngôi trường đổ nát. Tôi đã thắng thầu ở Klaipeda. Thành phố Klaipeda sẽ gửi những người nghiện rượu và ma túy tới trung tâm này để chữa trị. Và khi ấy một kẻ từ Vilnius đã biết hắn có họ hàng với nhiều luật sư, và hắn không giấu giếm rằng hắn đã viết đơn khiếu nại với tôi và gửi tới FMTT rằng tôi không thanh toán khoản thuế nào đó và tôi phải ra tòa. Và các bạn nghĩ sao? Người ta tới chỗ tôi, thu mọi tài liệu làm ngưng hoạt động của tôi. Tôi ngồi làm việc, nhưng làm việc gì chứ khi người ta đã chặn lại mọi dự án, không thể khởi động những dự án mới, các dự án cũ thì dừng lại, còn bạn thì ngồi đó không tiền và chờ đợi tới khi điều tra kết thúc. Còn khi điều tra đang diễn ra, không ai được nhận bất kỳ khoản tiền nào, không được ký kết bất cứ kỳ hợp đồng nào. Tôi đã ngồi như thế cả năm trời trong khi người ta còn chưa hủy mọi cáo buộc với tôi. Tôi đã nhận được tài liệu từ Viện Kiểm sát rằng tôi vô tội, và thậm chí người ta chẳng xin lỗi vì đã hành hạ tôi cả năm trời, kéo từ FNTT tới các cơ quan khác. Cả năm tôi ngồi không tiền, người ta lấy đi dự án đó từ Klaipeda vì uy tín đã bị vấy bẩn. Sau đó phải mất 3 năm làm việc để khôi phục lại uy tín của mình. Rốt cuộc, người ta nhẵn mặt tôi cả ở Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội, ở Duma, ở trong thành phố chúng tôi và ở các thành phố khác, cả ở Siem, tôi cũng đã tới gặp gỡ với Ủy ban vấn đề ma túy. Đấy là cách họ loại bỏ đối thủ cạnh tranh. Còn trung tâm của tôi đã bị lấy đi bởi người viết đơn khiếu nại. Người ta đã tư vấn hắn như thế vì đó là cách làm trong kinh doanh, loại bỏ đối thủ cạnh tranh như vậy. Và thậm chí tại đây, tại trung tâm phục hồi cho người nghiện ma túy, với nhân viên xã hội cũng áp dụng phương thức này. Tôi đã bị sốc, nhưng lạy Chúa, bây giờ mọi thứ đã được phục hồi và trung tâm đang làm việc tuyệt vời. Xin hãy cho biết đã có thay đổi gì không liên quan đến tin tức ở Litva và thái độ của mọi người đối với dự án Skyway sau khi có tin về việc xây dựng thành công Eco Park ở của Unisky tại Belarus và bắt đầu xây dựng tại UAE. Khi việc xây dựng tại Minsk được bắt đầu, người ta nói rằng nó chỉ là hoạt cảnh, là đồ họa vi tính.
Những máy kéo ở Minsk chạy, người ta xây dựng mấy cái tháp và sự dối trá to lớn ấy được truyền thông mà mọi người tin tưởng đưa tin. Và các chính trị gia nói về điều đó, cả tổng thống, cả thủ tướng, mọi người chỉ nói về điều xấu. Nhưng một số người tin tưởng Skyway vì họ yêu thích, vì đối với nhiều người đó là một giấc mơ rằng có điều như thế ở Litva. Một số người tin tưởng và đầu tư, nhưng số người như thế rất ít. Nhưng sau khi nhận các chứng nhận và đưa tuyến đầu tiên vào hoạt động, khi Unibus bắt đầu vận chuyển hành khách và mọi thứ đã rõ ràng, những kẻ hoài nghi đã lặng tiếng. Nhưng hiện nay có những kẻ hoài nghi khác, thì nó đã chạy ở đâu chưa và vé được bán ở đâu? Đấy, chúng ta thấy không ạ? Tức là luôn luôn ở thời điểm nào cũng sẽ có người hoài nghi. Mặc dù là Segway đã có thật 100% rồi, công nghệ đã chạy rồi, đã hoạt động rồi, bản thân các nhà đầu tư Việt Nam đã trực tiếp trải nghiệm rồi. Đó. Bản thân nhà đầu tư đã hai lần, đúng không ạ? Bản thân nhà đầu tư Việt Nam đã hai lần đó là trải nghiệm công nghệ Segway tại Belarus rồi. Và các nhà đầu tư trên thế giới cũng đã trải nghiệm công nghệ rồi. Và bản thân khách hàng người ta, cái người mà người ta sẽ lựa chọn cái công nghệ này, cũng như là lựa chọn cái giải pháp này xây dựng ở quốc gia người ta, cũng đã trải nghiệm và họ đã trực tiếp đó là bày tỏ cái thái độ của họ là sẵn sàng là chấp nhận cái công nghệ này rồi. Thế mà vẫn có nhiều người ta vẫn nghi ngờ, đúng không ạ? Vẫn nghi ngờ rằng là nó chỉ là ảo tưởng rồi là xa vời. Đó, thì chúng ta cho thấy là trong cuộc sống chúng ta không phải là cái gì người ta cũng cho là nó là đúng. Đó. Sẽ có người cho nó là đúng và sẽ có người cho nó là sai. Đấy, đấy là cuộc sống của chúng ta. Đấy, thì vì thế, chính vì thế mà những cái nguồn tin chúng ta cần đó là tìm hiểu một cách chính xác hơn. Đó. Và để mà tìm hiểu được chính xác thì chúng ta cần phải tìm đến đúng những người mà chuyên môn, đúng không ạ? Đúng những người mà chuyên môn tìm hiểu về những tài liệu về nó thì chúng ta mới có thể biết được những thông tin như này. Còn những cái thông tin như này, đúng không ạ? Những cái bài viết này rồi là những cái thái độ của khách hàng người ta tỏ vẻ ra sao đối với công nghệ Segway này mà chúng ta đi tìm hiểu, nghĩa là đi hỏi những người mà người ta chưa biết về dự án như nào, người ta cũng chỉ là nghe từ người khác thôi, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ chúng ta có nguồn tin chuẩn để chúng ta nghe. Đó, chính vì thế mà bản thân Tuân cũng là mong muốn là cô chú anh chị là khi mà tiếp cận thông tin là chúng ta nên tiếp cận những cái nguồn tin mà chính thống, đúng không ạ? Đó. Chà, chúng tôi có một dân tộc như là tông đồ Thomas. Hãy cho tôi thử nhét ngón tay vào ổ điện để tin rằng dòng điện làm giật bạn. Mặc dù thực tế đang thấy, nhưng họ vẫn không tin và hoài nghi, nhưng nhiều người đương nhiên là vẫn tin tưởng. Các bạn và những người đồng chí hướng nghĩ sao? Liệu Litva có bị thiệt hại gì từ việc dự án Skyway rời khỏi đây? Tất nhiên rồi, hiện nay là lúc rất khó khăn tại Litva. Các khó khăn về kinh tế diễn ra, đã một nửa người Litva rời khỏi đất nước. Đấy, chính vì những cái lề lối của chính phủ như vậy thì bản thân những người dân ở đấy là người ta cũng đã rời khỏi cái đất nước này. Đó, người ta không tin tưởng vào đất nước nữa. Và mọi người cứ rời đi và không có cách nào ngăn cản được. Và hiện nay diễn ra đối thoại trên truyền hình bàn luận liệu những người Litva di cư có trở lại hay không. Và những người di cư nói rằng họ sẽ không quay lại, dù có thể chính sách thay đổi và cung cấp công việc cho chúng tôi, nhưng chúng tôi không tin là ở Litva có điều đó xảy ra. Đấy,
Chúng tôi sẽ không quay lại vì chính quyền không thể cung cấp gì cho chúng tôi. Họ chẳng quan tâm gì tới người Litva, tới mọi người. Họ chỉ nghĩ cho bản thân. Vì thế thiệt hại là to lớn. Như tôi được biết, các bạn trả cho Mi 2,5 triệu tiền thuế Belarus, hiện tạo ra 750 việc làm trong công ty. Đó là một điều hạnh phúc cho một quốc gia và đối với mọi người khi trong một thành phố có 750 người nhận được công việc. Người ta nhận được tiền, họ sống tại đây, chi tiêu tại đây, đó là thị trường. Thị trường tại đây đã có thể mở rộng ra vì nhu cầu có thể tăng. Xeo Liao sẽ có phát triển mạnh và Litva, và điều đó có thể trở nên uy tín. Litva đã có thể trở thành nơi đầu tiên. Nhưng không may thay, tôi là người có niềm tin và tôi luôn nói không có điều xấu mà không thể biến thành tốt. Tức là Litva không xứng đáng với điều đó và chúng tôi đã không xứng đáng được nhận nó, còn ai xứng đáng người đó được nhận. Và đối với Skyway có lẽ cũng tốt. Hiện chúng tôi đang nói rằng sự tồi tệ đã khiến công ty bị thụt lùi. Nhưng hãy xem nó sau 10 năm nữa, có thể đó là lựa chọn tốt nhất. Chỉ vì Litva không tiếp nhận, đã có thể thực hiện một sự nhảy vọt tốt nhất đối với Skyway. Anatoly Eduardovich Yunitsky đã tới Minsk, tới các nước Ả Rập và các khu vực khác. Tôi đã thấy Thiên Chúa ở khắp nơi. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp vì Chúa kiểm soát mọi thứ và mọi thứ diễn ra theo đồng hồ Thiên Chúa. Chỉ có Litva đã thiệt hại, còn Skyway nếu có thiệt hại gì thì đó sẽ được bắt kịp tất cả, mọi thứ sẽ trở lại. Những bước tiến dài hiện có lẽ vì tại đây ở Litva đã bị ngưng lại và họ đã đi khỏi Litva. Có thể tại Litva, chính quyền sẽ tới và phá hủy mọi thứ, họ có thể phá hủy mọi công sức, còn tại đây, nó còn chưa bắt đầu. Nếu họ phá hủy mọi thứ khi đã được xây dựng rồi, có thể thiệt hại còn lớn hơn. Anh Trung. Đó. Đấy thì là một chút thông tin về chính phủ Litva cũng như những lời cảnh báo về Skyway trước đây, đúng không? Cho thấy, cho chúng ta thấy là một chính phủ của một đất nước người ta đã vào cuộc điều tra cũng như là chứng minh cái sự minh bạch cũng như là rõ ràng của dự án cho chúng ta rồi, cho tất cả các cổ đông Skyway trên khắp thế giới rồi, đúng không? Đấy. Và đây chúng ta tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đó là tìm hiểu về cái bài viết này người ta nói sằng nói cuộn gì, đúng không? Đó. Thì ở đây ngay từ những cái lời đầu tiên người ta nói là chúng ta về người ta nói về cổ phiếu, đúng không ạ? Đầu tư cổ phiếu được biết đến một kênh đầu tư hấp dẫn hiện nay. Đó. Thì nói chung là cổ phiếu thì là nó là thị trường mở rồi cô chú anh chị ạ. Đã gọi nó là cổ phiếu thì nó là thị trường mở rồi và được người dân người ta đón nhận rồi. Đó. Tức là bất cứ ai cũng có thể là đầu tư nó cũng như là mua nó ở trên sàn chứng khoán rồi. Đó, còn hiện tại thì đối với chúng ta, Skyway hiện tại là chúng ta đang sở hữu cổ phần và hiện nay chúng ta chỉ có thể gọi nó là cổ phần Skyway mà thôi, chứ chưa thể gọi nó là cổ phiếu Skyway được. Đó. Và đây, người ta nói này, Skyway được đánh giá là kênh đầu tư cổ phiếu có mức sinh lời cao. Đó, nhưng hiện nay thì những tranh cãi về độ tin cậy với Skyway không ngừng lại ở đây, đúng không ạ? Thì cái việc đó là đầu tư cổ phần cũng như là đầu tư trong bất cứ lĩnh vực gì, nếu mà chúng ta mua được cái giá của nó rẻ, đó, ví dụ là chúng ta mua được giá của nó là 1.000 đồng, đúng không? Và khi mà chúng ta bán với cái giá nó là 1 triệu đồng hay là 10 triệu đồng, thì đấy nó có phải là mức sinh lời cao không cô chú anh chị?
nếu mà cô chú anh chị đồng ý với khoản đó là mua từ 1 đồng mà bán với 1 triệu hay là 10 triệu đồng thì nó là mức sinh lời cao, thì chúng ta hãy comment số 9 đi ạ, để cho anh em Tuân được biết là cô chú anh chị vẫn đang tìm hiểu cũng như là đang tương tác với em Tuân ạ. Ok ạ, đúng ạ. Đấy. À, để sao ạ? Để cho thấy là cô chú anh chị vẫn đang tỉnh để nghe những thông tin này, cũng như là chúng ta cùng nhau đó là tỉnh táo để phân tích thông tin. Đó. Đấy thì cái việc mà chúng ta kinh doanh đúng không ạ? Chúng ta mua rẻ và bán đắt, nó là cái việc mà sinh lời. Đấy. Và kinh doanh thì phải tạo ra lợi nhuận đúng không ạ? Phải sinh lời thì chúng ta mới làm. Còn nếu mà kinh doanh mà chúng ta lỗ vốn thì chúng ta kinh doanh để làm gì? Đúng không ạ? Chúng ta lỗ tức là chúng ta sẽ chết đói trong cái việc đấy, trong việc kinh doanh. Đó. Chính vì thế mà với việc đó là chúng ta nắm giữ cổ phần của một doanh nghiệp với cái giá trị đó là 0,01 đô la mà lên đến 1 đô la hay là 10 đô la thì chúng ta có một cái gọi là mức sinh lời nó rất là cao, là chuyện bình thường. Kể cả những cái thị trường chứng khoán cũng vậy, đúng không? Kể cả những cái thị trường mở cũng vậy, chúng ta mua ở cái giá rẻ và chúng ta bán ở những giá đắt thì cái việc mà sinh lời nó là chuyện bình thường. Đấy. Đấy, nhưng mà quan trọng đúng không ạ? Quan trọng là chúng ta mua được nó ở cái giá nào, ở cái thời điểm nào. Đó, mua được cái giá của nó giá rẻ hay không? Hay là chúng ta mua ở cái giá trung bình và chúng ta bán với cái giá trung bình thì cái việc mà sinh lời của chúng ta ít là chuyện bình thường, đúng không ạ? Và nếu mà chúng ta mua với cái giá nó là siêu rẻ và chúng ta bán với cái giá nó là siêu đắt thì đương nhiên là cái sinh lời của nó rất là cao. Đó. Đấy thì trong cái đấy nó là cái việc nó là khái niệm trong kinh doanh rồi. Đấy. Đấy thì ở đây là người ta cũng mong muốn là vậy liệu vấn đề về việc nó sẽ gây lừa đảo là như thế nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những bài viết dưới đây. Đấy thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem nó phân tích về cái gì. Đấy thì ở đây bản thân cái ở đây họ cũng đã trình bày về công nghệ này, rồi là cụ thể là người gì sáng tạo đó là ngài Unicky đó. Và ở đây họ nói này, tập đoàn này chào bán số lượng cổ phiếu này theo 15 giai đoạn. Đấy thì ở đây là chúng ta chưa ra thị trường, nên là ở đây là chúng ta không phải là chào bán, cô chú chị ạ, chúng ta không phải là chào bán cổ phiếu, mà ở đây chúng ta cũng không phải là chào bán cổ phần, mà là chúng ta đang doanh nghiệp người ta đưa cái ý tưởng đó, đưa cái ý tưởng cũng là đưa cái dự án lên cái internet đó, đưa lên internet đó, để mà bản thân chúng ta là những nhà đầu tư đúng không ạ, chúng ta là người dân bình thường, chúng ta vào cái website đơn vị này đó, chúng ta thấy là cái dự án này đúng không ạ, có khả năng đó là phát triển, có tính thực tế đó, và có khả năng đó là tạo ra cái mức sinh lời cao cho chúng ta đó, và nó đầy đủ giấy tờ pháp lý đó, tức là những cái mà tài liệu của doanh nghiệp nó phù hợp với những cái tiêu chí của chúng ta đó, thì chúng ta sẵn sàng là chúng ta đánh đổi một thời gian. Ở đây là chúng ta phải đánh đổi, trong cái việc đầu tư là chúng ta phải đánh đổi, đúng không ạ? Chúng ta phải bỏ tiền ra, chúng ta đầu tư vào một cái gì đấy thì nó mới tạo ra lợi nhuận khi mà cái đấy nó thành công, đúng không ạ? Chúng ta đầu tư vào bất cứ cái gì cũng vậy là chúng ta phải đánh đổi. Đấy thì bản thân chúng ta thấy là cái dự án này là một dự án tốt, đúng không ạ? Có khả năng sinh lời cao. Đó, thì bản thân chúng ta đánh đổi ở cái đó là thời gian chờ đợi. Đó, chúng ta bỏ vốn vào, góp vốn vào và chúng ta sở hữu cái lượng cổ phần đấy. Đấy. Thì ở đây là cái hoàn toàn đó là tự nguyện của các nhà đầu tư, chúng ta không có lôi kéo gì cả, đúng không ạ? Các nhà đầu tư cũng như là bản thân các nhà đầu tư của Sideway ký cái thỏa thuận đối tác là chúng ta chỉ có cung cấp thông tin cho những người nhà đầu tư mới thôi, cho khách hàng để họ tìm hiểu về cái công nghệ này. Và khi mà bản thân khách hàng đấy họ cảm thấy là cái dự án này nó có tính thực tế, đúng không? Có khả năng phát triển đó, và có khả năng sinh lời cao, họ phù hợp với cái nhu cầu của họ thì họ sẽ sẵn sàng họ đánh đổi bằng cách đó là họ góp vốn vào và họ chờ đợi. Bạn nắm giữ cổ phần của doanh nghiệp này và chờ đợi. Đó. Đấy chứ chúng ta không ạ? Ừ mày đầu tư đi, mày phải đầu tư với ta, đúng không ạ? Ở đây chúng ta không hề đó là lôi kéo ai cả, mà chúng ta chỉ là cung cấp thông tin. Đó. Và cái việc cung cấp thông tin đấy sẽ có người đón nhận và có người ta không đón nhận. Đúng không ạ? Những cái người mà bảo thủ này, đúng không ạ? Cổ lộ sĩ này là những cái người mà người ta khó tiếp nhận những cái thông tin đó. Kể cả những cái thông tin gì đi chăng nữa, đối với họ là họ khó tiếp nhận. Đấy, chính vì thế mà cái việc mà xảy ra những cái việc đó là người thích, người không thích là chuyện bình thường, đúng không? Đấy là cuộc sống của chúng ta. Và xung quanh cuộc sống của chúng ta đều xảy ra những cái việc đấy. Và chúng ta phải chấp nhận nó.
chứ chúng ta không thể là làm sao để mà tất cả mọi người đều có thể là chia sẻ 100 người hay là tất cả 100 người đấy đều đồng ý, là không thể cô chú anh chị đó. Trừ phi chúng ta là một trong những tỷ phú hay là một trong những người giàu đã tạo ra kết quả rồi thì có thể là nói ra, thì thậm chí là cái việc mà chúng ta giàu có rồi hay là chúng ta là một người mà địa vị trong xã hội, chúng ta nói chưa chắc là cả 100% người ta đều lắng nghe chúng ta, cũng như là cả 100% đấy người đấy người ta đều ủng hộ chúng ta đó. Và bản thân Sideway cũng vậy, dự án Sideway cũng vậy, cũng có những cái người đó là vị trí rất là cao, đúng không ạ? Họ nói về dự án, họ chia sẻ về dự án, nhưng mà vẫn có những người đó hoài nghi, đúng không ạ? Vẫn có rất nhiều người hoài nghi về cái người đấy họ chia sẻ có đúng hay không, rồi là liệu là cái dự án nó có thật sự là tiềm năng hay không. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta luôn luôn nghi ngờ trong cái trí óc của chúng ta luôn có chứ, đó là nghi ngờ. Đấy, và bản thân chúng ta khi mà chúng ta tiếp cận tiền thì chúng ta luôn luôn có cái xu hướng là tìm kiếm những cái thông tin trái chiều trước, sau đó chúng ta mới tìm hiểu kỹ về sau. Đấy, và chỉ có đó là chăm chú lắng nghe và tìm hiểu thì chúng ta mới có thể giải quyết được những cái băn khoăn thắc mắc thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta cái tôi cao, đúng không ạ? Cái tôi cao và cái ngu dốt của mình đặt lên trên đầu thì chúng ta sẽ khó tiếp nhận được những cái thông tin mới. Và chính vì thế mà có rất nhiều những thành phần xấu, đúng không ạ? Có rất nhiều những thành phần gọi là cổ lộ sĩ đó. Họ luôn luôn bảo vệ cái quan niệm đó, cũng như là bảo vệ cái tôi của mình, là cho rằng là bản thân mình là đúng đó, mình nhận định nó là đúng đó. Nhưng mà thực tế là họ tiếp cận thông tin một cách đó là họ chỉ có lướt qua thôi đó, họ chỉ lướt qua thôi, và họ nhìn, thậm chí là họ nhìn thấy và họ hình dung là à cái này nó như này, nó có mời chạm, nó có mời nhau này, rồi là có hoa hồng này, rồi như này như kia, là họ đánh giá nó là đây nó là mô hình đa cấp đó. Đấy, thì đấy là những cái người mà cổ lộ sĩ đó, cổ lộ sĩ của chú anh chị đấy. Những người đấy thì mình không thể chấp được, đúng không ạ? Những người đấy thì chúng ta không thể chấp họ. Nếu mà chúng ta chấp họ thì chẳng khác gì chúng ta là người giống họ, đúng không ạ? Đấy, chính vì thế mà chúng ta hãy cứ ngẩng cao đầu và chúng ta bước đi đó. Và khi mà chúng ta chứng minh được, đúng không ạ, chúng ta ra thị trường rồi thì những người đấy họ lại tự nhiên là xấu hổ, đúng không ạ? Xấu hổ và tiếc nuối đó. Xấu hổ và họ thậm chí là họ lúc đấy là họ cũng chẳng, họ sẽ đổ lỗi cho bản thân mình, đó là cái số phận của mình là ui giời, cái số của tôi nó thế, nó không có sự rồi là may mắn, rồi là số của tôi nó không được hưởng đó. Đấy là những cái mà họ sẽ mặc định cho bản thân họ là như vậy. Đấy, chính vì thế mà chúng ta không thể là chấp những cái người như vậy được. Đấy, chính vì thế mà chúng ta hãy ngẩng cao đầu mà đi đó, đúng không ạ? Đấy, thì cái việc đó là ở đây đó là Sideway họ đang trình bày dự án của họ trên internet đó, bằng cách đó là thu hút vốn và đổi lại đó là các nhà đầu tư họ sẽ nắm giữ cổ phần đó, thông qua cái hợp đồng vay chuyển đổi đó. Và cái hợp đồng vay chuyển đổi thì cũng có, tức là từ cái sự lựa chọn đó là tự nguyện của các nhà đầu tư đó, bản thân các nhà đầu tư họ có lựa chọn đó là chấp nhận đó là nắm giữ cổ phần hay không, hay là coi nó là khoản vay, thì đấy nó cũng là cái lựa chọn của nhà đầu tư mà thôi đó. Đúng không ạ? Và đây, và cái việc mà người ta nói đó là và đưa ra lời hứa hẹn rằng là sẽ thành triệu phú USD trong vài năm đó, đúng không ạ? Trong vài năm khi trở thành cổ đông của Sideway ở bất kỳ độ tuổi nào đó, thì cái việc này nó hoàn toàn bình thường nếu mà chúng ta sở hữu một lượng cổ phần của doanh nghiệp tiềm năng đó. Ví dụ, đúng không ạ? Ví dụ như đây, ví dụ như là dẫn chứng những cái thương vụ đâu ạ, đây, đúng không ạ? Đây nó là một ngoại lệ là về đồng tiền Bitcoin mà thôi đó. Về cái dẫn chứng về IPO chúng ta cũng đều có, nhưng mà đây tôi sẽ nói về cái, hôm nay tôi sẽ nói về cái đó là số Bitcoin ngủ quên giá từ $4, từ $4 trở thành đó là 3.1 triệu đô la sau 11 năm đó. Vì sao là từ con số đó là $4 sau 11 năm lại trở thành đó là 3.1 triệu đô? Cô chú anh chị biết là 3.1 triệu đô là bao tiền không ạ? Đó, chúng ta hãy comment lên cái phần chat đi ạ. 3.1 triệu đô, 3.1 triệu đô là bằng tương đương là bao nhiêu tiền Việt Nam không ạ? Và sau đây chúng ta có thể là tính ạ, 3.100.000 đúng không ạ?
3.100.000 mà nhân với lại 22 thôi, chúng ta nhân với 22.000 tiền Việt thôi là chúng ta có bao nhiêu ạ? 6,8 tỷ cô chú anh chị. Đúng không ạ? Từ con số là 4 đô la thôi, 4 đô la mà nhân với 22 nó rơi vào tầm độ là hơn gần 100.000 thôi. 68, không phải 6,8. À đúng rồi. 3,1 triệu đô là nó rơi vào 68 triệu đô. À 68 tỷ. Sorry. Kiểu như là thiếu nước nên là lũ lấn, nên là mong là cô chú anh chị là thông cảm. Đúng ạ, 3,1 triệu đô, 1 triệu đô là nó rơi vào tầm 22 tỷ. Cô chú anh chị ạ. 1 triệu đô là tương đương là 22 tỷ, nếu mà chúng ta tính giá đô là 22. Nhưng mà giá đô theo ngân hàng ấy thì nó rơi vào tầm 22,7 22,8 ấy. Gần 23. Đó, nhưng mà nếu mà chúng ta mua đô mà giao dịch internet ấy thì nó sẽ rơi vào từ 235, 236 lên đến 24, nó tùy từng thời điểm. Đấy. Đấy, bởi vì là họ sẽ tính cả phí giao dịch nữa. Chính vì thế mà giá đô nó sẽ lên là trên 23 và 24. Nó trung bình là như vậy. Đó, thì 3,1 triệu đô nó tương đương là 68 tỷ. Đó, đúng không ạ? Đấy thì từ con số đó là gần 100.000 Việt Nam đồng mà lên đến 68 tỷ làm gì ra? Đó. Thậm chí là chúng ta cày bục mạc cả đời, đúng không ạ? Chúng ta chưa từng trải qua cái vấn đề này. Nhưng mà ở đây thì sao? Ở đây là cái giá trị của cái đồng này nó tăng trưởng bởi vì thị trường người ta trả giá cho nó. Thì cái việc mà chúng ta nắm giữ cổ phần của một doanh nghiệp ở cái thời điểm mà nó đang còn rất là rẻ, rất còn nhiều người hoài nghi, cả doanh nghiệp người ta chưa bán được cái đơn hàng nào, thì đương nhiên là cái giá trị cổ phần của nó là rất là rẻ rồi, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì người ta chưa tạo ra được sản phẩm thì làm sao mà có doanh thu, mà không có doanh thu thì làm sao mà ai tin tưởng, đúng không ạ? Và giá trị của anh là chưa có trên thị trường, nhưng mà nếu mà anh tạo ra được sản phẩm, đúng không ạ? Anh cung cấp được giải pháp cho khách hàng và khách hàng người ta sẽ trả tiền cho anh. Đó. Và đương nhiên là khi đấy là cái giá trị doanh nghiệp của anh nó sẽ tăng trưởng. Đó. Và khi mà tăng trưởng một mức nào đấy thì đương nhiên là từ con số là 0,01 đô la mà lên đến 1 đô la là chúng ta cũng đã thắng hàng trăm lần rồi. Đúng không ạ? Tăng trưởng rất nhiều rồi. Đấy. Cho nên là cái việc mà mức sinh lời cao, đúng không ạ? Trở thành triệu phú nếu đơn giản như là chúng ta nắm giữ 1 triệu cổ phần thôi. Đây, chúng ta sẽ cùng nhau đó là tìm hiểu về thị trường, đó là thị trường chứng khoán và giá trị cổ phần của doanh nghiệp. Chúng ta biết Tesla đúng không ạ? Ta đều biết Tesla đúng không ạ? Chúng ta đều biết Tesla và chúng ta đã biết là giá trị cổ phần của nó thời điểm hiện tại là bao nhiêu ạ? 1.058 đô la. Nếu mà chúng ta có một cổ phần của Tesla thì chúng ta tài sản chúng ta tương đương là 1.063 đô la. Nếu mà chúng ta có 10 cổ phần của Tesla thì tài sản của chúng ta tương đương là 10.623 đô la. Còn nếu mà chúng ta có 100.000 cổ phần của Tesla thì tài sản của chúng ta có bao nhiêu? 1 triệu đô rồi cô chú anh chị. Đấy, chỉ cần sở hữu được 100.000 cổ phần của Tesla thôi, đến thời điểm hiện tại là chúng ta sở hữu được 1 triệu đô rồi. 1 triệu đô thì có phải là trở thành triệu phú không ạ? Đây, đúng không ạ? 1 triệu đô thì có phải là triệu phú đô la không? Đấy, nhưng mà để trở thành triệu phú đô la đối với Tesla chúng ta chỉ cần sở hữu 100.000 cổ phần, 100 cổ phần thôi cô chú ý ạ. Không cần đó là sở hữu hàng nghìn hay là hàng triệu cổ phần. Mà bây giờ chúng ta chỉ cần đó sở hữu 100 cổ phần của Tesla thôi. Tài sản chúng ta tương đương 1 triệu. À đâu? 1.000 đấy, 1.000. 1.000 cổ phần của Tesla thì tài sản ra tương đương là 1 triệu đô la rồi. 100 cổ phần thì nó tương đương là khoảng độ 100.000 đô thôi. Đấy. Đúng không ạ? Nếu mà chúng ta sở hữu được 1.000 cổ phần của Tesla thì tài sản ra tương đương là 1 triệu đô la rồi. Đấy thì cái việc mà chúng ta nắm giữ cổ phần doanh nghiệp mà khi mà cái giá trị của nó tăng trưởng đến một cái mức nào đấy, tài sản của chúng ta lên được triệu đô là chuyện bình thường. Đúng không ạ? Và nếu mà chúng ta nắm giữ 1 triệu cổ phần của Tesla thì cô chú anh chị thử tính xem là chúng ta tài sản chúng ta bao nhiêu. Đúng không ạ? Đấy. Và đối với Segway bây giờ, đúng không ạ? Đối với Segway bây giờ, chúng ta đang có cơ hội đó là sở hữu cổ phần với giá siêu rẻ. 1.000 đô là chúng ta có cơ hội là sở hữu được 60.000 cổ phần. Nếu mà chúng ta sở hữu được 60.000 cổ phần Tesla thì tài sản của chúng ta 60.000 nhân, đúng không ạ?
nhân với 1062 đi. Chúng ta có bao nhiêu? Có phải là 63 triệu không ạ? Đó. Đấy, cho nên là cái việc mà nếu mà chúng ta nắm giữ một lượng cổ phần của một doanh nghiệp nào đấy và cái giá trị của nó tăng trưởng cao, thì cái việc mà chúng ta trở thành triệu phú đô la nó là chuyện bình thường. À, thực tế thì cũng có rất nhiều những cái thương vụ IPO đã sản sinh ra các triệu phú và tỷ phú, đúng không ạ? Và ví dụ như là đây, một cô gái, đúng không ạ? Một cô gái nhân viên quèn thôi, nhân viên của một công ty thôi, đã là nhân viên quèn thì chắc là cũng là một vị trí nhỏ nhỏ nào đấy trong một doanh nghiệp thôi, đúng không ạ? Nhưng mà cô đấy cũng trở thành triệu phú sau một đêm nhờ vào cái công ty đó, là công ty IPO, đúng không ạ? Đây, tâm sự của nữ nhân viên quèn trở thành triệu phú sau một đêm nhờ công ty IPO đó. Và ở đây tài sản của cô là tăng lên bao nhiêu? Ban đầu cô ấy nghĩ là tài sản của mình chỉ tăng khoảng độ là 200.000 đô thôi. Ban đầu cô chỉ nghĩ là cái khoản tiền của mình là có thể kiếm được khoảng độ 200.000 đô thôi từ cái thương vụ IPO này thôi. Nhưng mà tài sản của cô là tăng lên bao nhiêu? 6 triệu đô, đúng không ạ? Đấy, việc công ty IPO thành công đã biến khoản đầu tư của cô là thành 6 triệu đô. Đấy thì với việc đó là sau một đêm cái tài sản của cô tăng lên 6 triệu đô thì có phải là cô trở thành triệu phú không ạ? Đó. Thế, đúng không ạ? Chính vì thế mà cái việc mà hứa hẹn ở đây không ai hứa hẹn cả, mà chúng ta chia sẻ với nhau về cái việc đó là nếu, đúng không ạ, đã có những nhân chứng người ta đã trải qua rồi, nếu mà chúng ta nắm giữ một lượng cổ phần nhất định nào đấy của một doanh nghiệp và khi mà doanh nghiệp đấy thành công với cái giá trị tăng trưởng cao, thì cái việc mà chúng ta trở thành triệu phú hay là tỷ phú nó là chuyện bình thường mà thôi. Và đa phần các tỷ phú trên thế giới là đều nắm giữ cổ phần doanh nghiệp và cái giá trị tài sản của họ tăng lên để nâng cái mức của họ lên cái vị trí đó là tỷ phú của thế giới là cũng nhờ vào cổ phần doanh nghiệp thôi, cô chú anh chị, đúng không ạ? Đấy, chính vì thế mà cái việc mà chúng ta nắm giữ cổ phần doanh nghiệp và trở thành triệu phú nó là chuyện bình thường đó, chứ không phải là lời nói đó là bay bổng hay là hão huyền đó. Và để mà kiểm chứng cái vấn đề đấy thì chúng ta cứ hãy nắm giữ cổ phần doanh nghiệp đi, đặc biệt là nếu mà chúng ta thử nắm giữ cổ phần của doanh nghiệp, những cái doanh nghiệp truyền thống đi, doanh nghiệp mà đã thành công đi, thử xem mà có thành triệu phú không. Nhưng mà mỗi tội là bây giờ mà để mà sở hữu cổ phần của Tesla thì không khả năng rồi, đúng không ạ? Để mà sở hữu hàng nghìn cổ phần của Tesla thì chúng ta không khả năng rồi. Khả năng một cổ phần, mua một cổ phần của Tesla là chúng ta đã khó rồi, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì một cổ phần của nó là 1.000 đô, hơn 1.000 đô nó rơi tầm hơn 20 triệu rồi. Hơn 20 triệu mà chỉ mua được một cổ phần. Trong khi đó là hơn 20 triệu Segway là mua được bao nhiêu? 60.000 cổ phần. Đó. Đây. Tuân sẽ tìm cho cô chú anh chị một cái đoạn mà họ nói là Ngân hàng Trung ương Litva người ta cũng nói về cái việc của chúng ta. Đấy thì ở đây là người ta cũng đã nói một số những cái điểm. Đó là ví dụ các gói đầu tư này. Tỷ suất ở đây là cái việc này nó là về cái chương trình đối tác công ty mà thôi. Và đây là họ cũng đang nói về cái chương trình đối tác của công ty. Đấy. Đây. Đúng không ạ? Cái mục người ta nói là Segway lừa đảo và thông tin chính xác hay không. Thì ở đây người ta cũng nói đó, với hình thức đầu tư như thế nghe qua như rất là hoành tráng và hoa lệ. Nhưng đã có nhiều cảnh báo tại quốc gia châu Âu và về chiếc bánh vẽ Segway này. Đấy, thì thực tế là cái chiếc bánh vẽ của Segway là như thế nào chúng ta cũng đã thấy, đúng không ạ? Công nghệ chúng ta đã bon bon chạy. Đó. Công nghệ chúng ta đã bon bon chạy ở đây rồi. Đấy. Đây chúng ta có thể nói đây là cái bánh vẽ thật, đúng không ạ? Đây là cái bánh vẽ thật của chúng ta. Đấy. Thì cái việc mà người ta nói gọi là chiếc bánh vẽ nó chỉ là cái lời hoa mỹ của người ta nói ra mà thôi. Đó. Và đây người ta cũng nói này.
Ngân hàng Litva, đó, ngân hàng Litva cảnh báo Segway gần đây rằng Segway có những hoạt động đó, tăng cường mồi chài các nhà đầu tư đó, theo dự án này. Đó. Đồng thời cũng khuyên nhủ mọi người là không nên tham gia theo những cái đề xuất của Segway. Đấy thì cái việc mà ngân hàng trung ương Litva người ta nói về cái công nghệ này là không phải là họ chỉ nói gần đây mà họ đã nói từ năm 2014 rồi. Đúng không? Và chúng ta cũng đã cùng nhau đó phân tích và tìm hiểu rồi. Đúng không? Và thậm chí là chúng ta cũng đã có cái video mà bản thân đó là cái vụ kiện lại cái chính phủ Litva rồi. Và nếu bản thân mà chính phủ Litva người ta không sai thì cớ lý gì mà Segway lại đi kiện lại. Đúng không ạ? Và bản thân nếu mà chính phủ Litva người ta không sai mà Segway kiện lại thì làm sao mà tồn tại được như bây giờ? Bị chính phủ người ta dập tắt ngay. Đó. Đấy, chính vì thế mà chúng ta cần phải xem những cái nguồn tin. Cứ không phải là nghe đến ngân hàng người ta cảnh báo là chúng ta rúng vòi vào đâu, hay là chúng ta sợ sệt đâu, mà chúng ta cần phải theo dõi những cái thông tin nó thật là chính xác. Đúng không? Thì những cái thông tin này, những cái thông tin mà những cái bài viết này nói về Segway lừa đảo này, hay là nói Segway như này như kia, thì nó chỉ là những cái tin rác trước đây mà thôi, họ bới móc lại thôi. Đúng không? Nó giống như là một người đi bới rác hay không, họ là những người gọi là đi bới rác thôi, chứ không phải họ là những người mà gọi là thông thái gì ở trong cái vấn đề đó là về cái lĩnh vực này cả. Cô chú anh chị dùng ạ. Đấy, thì về những cái việc mà người ta đi bới móc lại những cái nỗi đau của một ai đấy hay là một doanh nghiệp nào đấy thì chúng ta cần gì quan tâm, đúng không ạ? Chúng ta cần gì phải nghe họ làm gì? Bản thân Tuân thì Tuân không bao giờ nghe những cái thông tin như này. Đó. Và khi mà bản thân Tuân nhìn là bản thân Tuân cũng đã biết được rằng là họ đã nói đến cái gì và nguồn tin của họ lấy từ đâu rồi. Và bản thân những cái thông tin này họ chỉ bới móc lại những cái thông tin cũ trước đây là về VTV họ cảnh báo, và VTV họ đã nhận được cái đơn hàng từ khách hàng. Nó cũng giống như là cái vụ mà nói xấu Segway tại thị trường Việt Nam, nó cũng giống như là tại Litva mà thôi. Đối thủ cạnh tranh họ gây xáo động cái dự án này. Họ bất ức vì cái việc đó là họ bị mất đi miếng cơm manh áo. Đó, chính vì thế mà họ tìm cách để họ chọc phá nó. Đó, thì cái thông tin về VTV thị trường Việt Nam năm 2019 là cũng được đối thủ của Segway họ bới móc lại những thông tin cũ để mà cho tạo ra cái đơn hàng cho VTV họ phát trong vòng 4 cái video đấy mà thôi. Đó, và khi mà VTV họ làm xong rồi thì họ cũng chẳng có cần có cái trách nhiệm gì đối với cái thông tin đấy cả. Đó, và ở đây là họ cũng chỉ là đưa ra cảnh báo thôi, chứ họ không khẳng định là Segway là lừa đảo, đúng không ạ? Cái việc cảnh báo nó sẽ khác hơn so với cái việc đó là khẳng định anh là sai trái. Đó, và chúng ta không thể là coi cái lời cảnh báo đấy nó là lời khẳng định được, đúng không ạ? Đấy chính thế mà những cái thông tin này chúng ta cũng chỉ là tham khảo để chúng ta hiểu về cái doanh nghiệp của chúng ta hơn mà thôi, để cho thấy là doanh nghiệp của chúng ta nó hoàn toàn có đủ sức mạnh cũng như là mạnh mẽ để mà vượt qua những cái tin rác như này, đúng không ạ? Đó, thì đấy là những cái thông tin mà chúng ta sẽ cùng nhau phân tích. Tức là ở đây có rất nhiều, nhưng mà Tuân sẽ không nói nhiều về những cái thông tin này nhiều, bởi vì là bản thân Tuân cũng đã có những cái video đó là phản biện lại VTV từ năm 2019 rồi. Nếu mà cô chú anh chị muốn xem lại VTV đấy thì chúng ta chỉ cần lên YouTube và chúng ta gõ đó là phản biện VTV. Đó, phản biện VTV thì chúng ta sẽ có cái thông tin đấy. Đây ạ, phản biện VTV thì bản thân là, hoặc là chúng ta gõ đó là Segway phản biện VTV ạ. Đây ạ. Segway phản biện VTV thì chúng ta sẽ ra cái thông tin bản thân Tuân đã nói về cái việc mà VTV họ đã nói về Segway cũng như cảnh báo về Segway rồi. Đấy, chính vì thế mà những cái thông tin đấy chúng ta có thể tham khảo sau. Và bản thân Tuân hôm nay thì Tuân cũng đã chỉ ra cho cô chú anh chị là những cái nguồn tin gì là chúng ta cũng nên theo dõi thật chính xác đó. Và bản thân trong những cái ngày vừa qua, đúng không, trong tuần qua thì chúng ta cũng có nhận được những thông tin nói rằng là cái dự án của chúng ta nó không có sự phát triển tại Trung Đông, thì chúng ta cũng xem là những cái thông tin mà công ty cung cấp cho chúng ta tại thị trường Trung Đông nó có thực sự như nào, đúng không? Thì tại đây là cái website mà đơn vị chúng ta tại thị trường Trung Đông thì luôn luôn cũng cung cấp thông tin, và cung cấp ngày hôm nay, đúng không? Ngày 28 tháng 10
thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng là dự án của chúng ta đang có cái lộ trình phát triển một cách đó là vững vàng, đang có lộ trình phát triển một cách vững vàng và đang làm việc với những cái khách hàng rồi là những cái quan chức ở của những cái quốc gia đó, chứ không phải là chúng ta làm việc với những cá nhân mà không có hình bóng như những cái tổ chức này, đúng không? Như tổ chức này thì gọi là những cái cá nhân không có hình bóng mà thôi. Đấy, thì ở đây là chúng ta đang làm việc với người thật việc thật, đúng không? Làm việc với người thật việc thật, và những cái phái đoàn này họ đã liên tiếp đó đến với Sideway chúng ta để tìm hiểu về công nghệ chúng ta, và thậm chí là các quốc gia, đúng không? Các phái đoàn họ cũng đã ấn tượng với công nghệ chúng ta và cũng đã công nhận công nghệ chúng ta rồi. Đó. Và đấy là những cái bước đi của chúng ta nó rất là chắc chắn và cho thấy là cái doanh nghiệp chúng ta nó đang trên đà đó là tiến ra thị trường rồi, cô chú anh chị. Chính vì thế mà 202 cô chú anh chị trong buổi Zoom ngày hôm nay, chúng ta hãy comment số 9 để chúng ta chúc mừng nhau về cái sự lựa chọn sáng suốt của chúng ta đã tài trợ cho dự án, và một cái dự án mà họ làm việc nghiêm túc và cũng như là có sự phát triển như gần đi đến cái thời điểm đích đến của chúng ta. Đó là bước đến cái thành công, đúng không? Một cái nấc thang của một doanh nghiệp đó. Thì đây là cái thông tin mà tại thị trường Trung Đông của chúng ta, đó là về một phi hành gia của Brazil, đúng không ạ? Và hiện nay thì ông là bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Đổi mới trong cái chính phủ Brazil đấy, thì ông cũng đã đến cái công viên công nghệ của chúng ta và trực tiếp ngài Nikki của chúng ta đã chia sẻ cái công nghệ này đó, chia sẻ công nghệ Sideway này cho ngài đấy. Đó. Đấy, thì đây là cái quá trình, đúng không? Họ làm việc với nhau là cả phái đoàn chứ không phải là một hai cá nhân đâu cô chú anh chị ạ. Và ở đây chúng ta đón tiếp rất nhiều những phái đoàn tại đây chứ không phải là chỉ mỗi phái đoàn này. Đó. Và mục đích của chúng ta đó là tạo ra cái công viên này để mà thu hút du khách cũng như là thu hút khách hàng đến đây để tìm hiểu về nó. Đó. Và mục tiêu của chúng ta là sẽ bắt đầu đó là ký kết những cái đơn hàng tại đây, tại thị trường Trung Đông này. Đấy. Đúng không ạ? Đây, và bản thân những khách hàng, đúng không? Bản thân những cái phái đoàn là họ cũng đã trực tiếp đó là trải nghiệm đó trên cái phương tiện của chúng ta này. Đó, để làm sao để họ cảm nhận xem là cái công nghệ này nó có những cái tính năng ưu việt như nào, đúng không? Cảm giác di chuyển trên đấy ra sao. Đó, thì ở đây là họ cũng đã thấy được cái công nghệ chúng ta, đúng không ạ? Công nghệ chúng ta nó có thể hoạt động được cái nhiệt độ đó là trên 50 độ C. Đấy, ở cái vùng khí hậu khắc nghiệt như này, tức là chúng ta đã có kinh nghiệm tại thị trường Trung Đông này rồi. Đấy. Đấy. Và cái việc mà chúng ta có kinh nghiệm tại thị trường này thì cũng chứng minh cho việc đó là chúng ta đang đi đầu. Chúng ta đang đi đầu hơn so với đi, tức là chúng ta đang đi trước so với các đối thủ. Đó. Và ở đây thậm chí là ngài chủ tịch cũng đã nói rồi, đúng không? Chúng ta đi đầu so với các đối thủ là ít nhất là cũng phải 10 năm. Đấy. Ít nhất là cũng phải 10 năm rồi. Đấy. Và chúng ta luôn luôn dẫn đầu trong thị trường này. Và khi mà chúng ta dẫn đầu như vậy thì cái thị phần cũng như là cái tỷ lệ phần trăm mà chủ dự án người ta lựa chọn chúng ta nó là cao nhất, đúng không? Bởi vì người ta đã nhìn thấy công nghệ chúng ta, người ta đã trải nghiệm công nghệ chúng ta. Đó. Người ta đã thấy được cái sức tồn tại của chúng ta cũng như là năng lực của chúng ta tại thị trường này rồi. Đấy. Và các quốc gia khác cũng vậy, họ đã nhìn thấy được cái năng lực của chúng ta đã tồn tại được tại thị trường đó là Trung Đông và thị trường Belarus đó là ở châu Âu. Đấy. Đấy, chính vì thế mà họ sẽ tin tưởng hơn là cái việc mà chúng ta trình bày cho họ một cái mô hình đó mà bản thân khách hàng người ta chưa trải nghiệm được. Đấy, đúng không ạ? Đấy, thì sau khi mà kết thúc cái chuyến thăm cũng như là tìm hiểu về công nghệ thì bản thân là ngài Nikki cũng đã chụp ảnh chung với lại bộ trưởng, đúng không? Bộ trưởng khoa học của Brazil cũng như là đại sứ của đất nước này tại UAE. Đấy. Và rất nhiều, đúng không? Đây là đại sứ của đâu ạ? Ở Wanda, đúng không ạ? Đấy, thì ông cũng đã trải nghiệm công nghệ này rồi. Và trực tiếp đó là vào văn phòng đó, cái phòng điều khiển, cái công nghệ, đúng không? Phòng điều khiển cái con tàu của chúng ta, nó lại tìm hiểu. Đấy, đúng không ạ? Đấy, thì đấy là những cái thông tin tại cái công nghệ chúng ta cho thấy là cái dự án chúng ta nó hoàn toàn là đang phát triển. Chứ không phải là những cái như những cái thông tin mà những người mà người ta không có năng lực, không có cái quyền hạn, những người mà người ta không có quyền hạn để người ta vào bên trong tìm hiểu, thì người ta nhìn bên ngoài thì người ta sẽ thấy nó chỉ là nó không có sự phát triển, đúng không ạ? Đôi khi những cái thời điểm mà
đến mà không đúng thời điểm đó, họ đến không đúng thời điểm của doanh nghiệp, người ta đã đón tiếp những phái đoàn đấy, và doanh nghiệp người ta không đón những cái cá nhân mà đó, bản thân doanh nghiệp là hiện nay là doanh nghiệp chỉ đón tiếp những cái phái đoàn thôi, những phái đoàn chính phủ thôi. Còn những cái cá nhân mà lèo tèo thì không hẹn trước hay là không có những cái mối liên hệ gì với công ty là họ sẽ không đón nhận đấy, đúng không ạ? Thì đấy là những cái thông tin mới mà bản thân Tuân cũng chia sẻ với cô chú anh chị trong buổi tối ngày hôm nay, cũng như là thông tin chính, đó là về cái sự nhìn nhận của bản thân chúng ta đối với những cái thông tin mà trái chiều với dự án ra sao. Thì chúng ta hãy đầu tiên là chúng ta cần phải xem xét là cái người đưa tin đến là ai đó, là có phải là một cái người mà có uy tín hay là có máu mặt trên thị trường hay không. Nếu mà cái bản thân người đưa tin mà không có địa vị gì trên xã hội thì chúng ta cũng không cần thiết phải quan tâm đến nó làm gì, đúng không? Một kẻ ẩn danh mà nói chuyện thì nó cũng chẳng có giá trị gì mấy, đúng không? Nhưng mà nếu một người mà có uy tín nói chuyện, đúng không? Nói chuyện, đứng lên nói chuyện thì nó lại chuyện khác, thì chúng ta cần phải xem xét. Đấy, thì đối với Sideway thì dự án chúng ta cũng vậy, một người bình thường cũng có thể chia sẻ, và có cả những cái chính phủ họ cũng đã chia sẻ, đúng không? Chính phủ Litva rồi là văn phòng thương mại của Ukraine họ cũng chia sẻ về công nghệ. Đấy, thì tại sao chúng ta lại không tin tưởng vào những cái thông tin nguồn tin chính thống, đúng không? Hơn là đi tin vào những cái thông tin mà không có cái nguồn gốc rõ ràng, cũng như là không có những cái quyền hạn hay là không có những cái vị trí nào đó. Cô chú anh chị hình dung không ạ? Đấy, thì bài chia sẻ của em Tuân thì cũng xin phép là dừng tại đây để chúng ta cùng giao lưu thêm về những cái quan niệm của chúng ta về thông tin, hay là về cái cảm nhận chúng ta đối với dự án này ra sao, đúng không ạ? Và bản thân Tuân cũng là xin cảm ơn là tất cả cô chú anh chị đã lắng nghe, đúng không? Đã lắng nghe trong thời gian mà em Tuân đã nói chuyện trong khoảng hơn một tiếng qua đó. Và đến thời điểm hiện tại thì là vẫn đang còn, đó là 199 cô chú anh chị đó. Vâng ạ, em xin phép đó là nhường lại mic cho chị Minh ạ. Cảm ơn Đinh Tân rất là nhiều. Cả nhà mình hãy gõ vào ô chat số 9 để cảm ơn những cái thông tin và những cái sự phân tích rất là chuyên sâu của Đinh Tân nhé. Tuyệt vời quá. Và sau đây thì chúng ta sẽ đến phần giao lưu và chia sẻ, và cũng như là chúng ta có thể có những cái kinh nghiệm hay những cái trải nghiệm gì về những cái thông tin trái chiều mà chúng ta đã có thể là giúp cho khách hàng của chúng ta hiểu, nhà đầu tư hay những người bạn của chúng ta hiểu, thì chúng ta sẽ giao lưu chia sẻ cho tất cả mọi người cùng biết và cùng tham khảo nhé. Trước tiên thì mình cũng xin phép là mình được nêu một vài những cái góc nhìn của mình khi mà trong quá trình làm đối tác Skyway, và mình cũng có nhận được những cái lời phản hồi hay những cái lời phản biện của những cái đặt vấn đề của các bạn của mình á, thì và mình sẽ đã suy nghĩ và giải thích với họ như thế nào, thì mình cũng xin phép là mình là người đầu tiên chia sẻ nhé. Thì trong trường hợp là ví dụ như là cái vụ việc vừa rồi mà cái chị Cẩm Nhung, đúng không ạ, chị livestream ở Saja và chị quay đến những cái cảnh quay mà chị bảo là Skyway chúng ta không làm việc và bãi đất bỏ hoang các thứ ấy, thì mình thấy là nếu như chúng ta là người có thông tin, và nếu chúng ta có thông tin thì chúng ta sẽ không bị lay động bởi những cái lời nói đó của chị ấy, và dẫn đến là chúng ta sẽ cung cấp thông tin cho người bạn của chúng ta như thế nào, hay là chúng ta có thể thậm chí là chúng ta phân tích cho người bạn của chúng ta như nào, thì chúng ta sẽ đưa ra là như mình là mình sẽ đưa ra một cái thông tin là chính phủ của UAE người ta cung cấp cho Skyway một cái mảnh đất 28 hectare như Tuân đã nhắc đến đấy, là để xây dựng cái công nghệ Skyway trên đất nước UAE, đúng không ạ? Thì tại sao mà làm gì có cái chuyện là một UAE là ai, Saja là ai, Dubai là ai, họ có phải là những người mà gọi là ngố rừng hay không, hay là ngu ngốc hay không, đúng không ạ? Mà họ lại cung cấp cho một cái doanh nghiệp một cái mảnh đất trị giá 750 triệu đô chỉ để họ bỏ hoang và không kiểm soát cái công việc của người ta hay sao, đúng không ạ? Thì chắc chắn là Skyway đang phải làm những cái việc mà phải vừa lòng với cả cấp chính phủ của UAE, thì hiện tại hai đôi bên vẫn đang hợp tác rất là tốt, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta nên nhìn vào điều đó chứ, đúng không? Tại sao chúng ta lại phải hoang mang về những điều kia? Còn cái nó hoang hay nó như nào là chúng ta chưa làm tới đó, thì nó công việc chúng ta chưa làm tới thì nó là ở thì nó như vậy thôi, chứ không có chuyện là chúng ta đang bỏ hoang hay là chỉ dựng lên một vài những cái việc để lè bề nổi, để lè mọi người, để mọi người
đầu tư vào đâu, đúng không ạ? Đấy, thì mình sẽ nói với mọi người, những người bạn của mình là như thế, và mình cũng có thể đã giải quyết được cái băn khoăn của người bạn. Thế rồi thì có những người họ nói rằng là Skyway mãi không lên sàn, đấy, mãi không lên sàn, và họ khuyên nhau là họ đưa ra những cái ví dụ như là công ty A, công ty B ở Trung Quốc cũng niêm yết cổ phiếu lên sàn nhưng mà không ai thèm mua. Thế thì chúng ta sẽ giải thích như thế nào ạ? Chúng ta bảo thứ nhất là Skyway, chúng ta phải nhìn vào cái khối lượng công việc của Skyway cần làm và cái độ khó cũng như là cái sự khó khăn, cái sự cản trở của Skyway. Đấy, thì dẫn đến và thậm chí là Skyway họ đã vạch ra 15 giai đoạn để họ đang làm và họ đang dần dần hoàn thiện cái 15 giai đoạn đấy, có nghĩa là họ đang đi, đúng không ạ? Tức là họ đang làm việc, chúng ta phải nhìn vào điều đấy. Còn cái việc nó lâu hay nó nhanh là do cái khối lượng công việc và cái độ khó của công việc, đúng không ạ? Cái đặc thù công việc, chứ có phải là chúng ta xây một cái chung cư nó cũng phải khác, chúng ta xây một căn nhà cấp 4 nó không thể ví lung tung được, đúng không ạ? Thế còn người ta cũng và người ta sẽ nói là đấy, người ta kêu là lâu lên sàn. Đấy, nhưng mà người ta lại ví dụ những cái công ty mà lên sàn không ai mua, thế thì người ta phải nghĩ ngược lại, có phải người ta đang hơi bị mâu thuẫn không ạ? Vì sao lên sàn không ai mua? Bởi vì công ty không có giá trị, không có tiếng vang, thì nó giống như cổ phiếu, nó cũng giống như một món hàng đi ạ. Lên đấy nếu công ty không có giá trị gì thì ai người ta thèm mua. Thế nếu mà lên sàn sớm, chỉ muốn chứng minh với mọi người là tôi lên sàn, và lên sàn sớm không đúng thời điểm, khi mà mình chưa tạo giá trị, chưa tạo tiếng vang, thì mình lên sàn không ai mua là phải, đúng không ạ? Thì Skyway thì bây giờ tất nhiên cũng có cái tiếng danh tiếng nhất định rồi, nhưng mà chủ tịch ấy thì muốn là khi lên sàn ấy là lúc đấy là Skyway là có những cái thành tựu mà không thể chối cãi được, mà ai nhìn vào ấy mà đều mong muốn được sở hữu cổ phần Skyway. Và như vậy là những cái người cá mập mà họ luôn luôn có mặt ở trên sàn để họ tìm những cái doanh nghiệp tiềm năng ấy, họ sẽ đầu tư lớn vào Skyway. Vậy thì chúng ta chỉ cần chậm lại thôi, chậm lại và đến đúng thời điểm chúng ta bung lụa thì có phải là tuyệt vời không, đúng không ạ? Thì mọi người có thể nhìn vào điều đấy, mọi người có thể nhìn vào điều đấy. Còn tiếp theo nữa là sợ mất tiền, rồi là công ty ở tận xa xôi như thế, không phải ở Việt Nam, thì nếu có mất tiền thì làm sao mà có thể lấy lại được, không tóm tóc được, không ở gần để tóm tóc được này kia. Thế thì có một cái bài, mình có một cái minh chứng như này cho mọi người thấy là chúng ta đang được hợp tác với ai nhé. Nếu như ấy, mọi người mà đang gặp rất là nhiều những cái minh chứng về những cái người xấu ấy, hay là những người không tốt hay không minh bạch ấy, hay là những công ty ma ấy, càng gặp nhiều thì bây giờ mọi người càng phải coi đây là một dự án hay một cái công ty mà một cái cơ hội mà 100 năm có một. Bởi vì là phải chúng ta toàn thấy người xấu mà bây giờ chúng ta, hay là một công ty mà không tốt ấy, mà bây giờ chúng ta gặp được một công ty mà có một cái người sáng lập như ngài Anatoly Yunitsky, vừa tài giỏi về mặt chuyên môn, lại vừa là một người rất là có đức và sòng phẳng. Bởi vì ngay bây giờ mình sẽ mở cho cả nhà xem một cái thông tin này, nó nằm ở trong cái trang cá nhân của mình luôn, trang Skyway Capital, cái thông tin ngày 9 tháng 1 năm 2019 nói về lịch sử hình thành crowdfunding ấy. Trong này sẽ có một minh chứng lịch sử về cái việc là kể cả là chủ tịch có 5 lần 7 lượt mất đi tiền của mình, mất đi những cái khoản tiền mà gọi vốn được ấy. Thế nhưng mà mất tiền và chủ tịch vẫn phải tiếp tục đi, đúng không ạ? Vẫn tiếp tục gọi vốn để tiếp tục phát triển dự án. Nhưng cái đồng tiền đấy là đồng tiền mà mọi người góp vốn vào, đúng không? Thì những cái nhà đầu tư góp vốn vào đó, họ có mất tiền hay không? Họ có mất cổ phần hay không, hay họ vẫn được cổ phần như bình thường? Thì đã có một cái bài báo, có một cái bài tin tức mà công ty đưa ra về một cái lịch sử để cho cả nhà nhìn thấy là yên tâm rằng là chúng ta đang được hợp tác với một người như thế nào, một người và sòng phẳng như thế nào, đúng không ạ? Trung thực như nào, không bao giờ là chiếm đoạt của ai cái gì, mà thậm chí còn cho hơn người khác cơ. Thì bây giờ mình xin phép chia sẻ màn hình. Thì đây là một cái thông tin cuối của mình, sau đó thì sẽ đến những anh chị em khác chia sẻ. Đây ạ. Cả nhà có nhìn thấy màn hình không ạ? Đây ạ. Đây là cái bài tin tức ngày 9 tháng 1 năm 2019 nhé. Từ lịch sử hình thành crowdfunding tới Skyway. Thì tất nhiên trong đây nó sẽ có rất nhiều những cái nội dung. Nhưng mà mình sẽ không phải là đọc hết vì nó dài, mà mình chỉ nhấn mạnh vào đúng cái nội dung mà mình vừa mới đặt vấn đề, đó là ai đó sợ là mất tiền, đúng không? Thì chúng ta sẽ phải hiểu là cái chuyện mất tiền hay không ấy là bởi vì chúng ta đang được làm việc với những người tốt hay người xấu thôi. Nếu mà chúng ta làm việc với người có động cơ xấu thì chúng ta sẽ mất tiền, mà chúng ta làm việc với một người có động cơ tốt và người ta lại rất là
gọi là có đức và công bằng ấy, minh bạch ấy. Ông gọi thì là sao mà chúng ta mất tiền được, đúng không ạ? Thì có một cái câu chuyện như thế này. Tức là trước cái năm 2013 thì trước năm 2013 thì Anatoly Yunitsky, ông gọi vốn thì lúc ấy chưa phải là crowdfunding mà chỉ là một cái hình thức tương tự như crowdfunding và cũng thu hút được hàng triệu đô của các nhà đầu tư. Đấy, thế nhưng mà ông đã bị một người bạn thân là họ đã ngay từ đầu đã lên kế hoạch và từng bước thực hiện đột kích và cuỗng sạch toàn bộ tiền và phá sản toàn bộ tập đoàn. Tức là lúc ý là chủ tịch làm việc với một tập đoàn bên Úc mà, hợp tác với tập đoàn bên Úc. Đấy, thế nhưng mà thì đã cuỗng sạch số tiền của nhà đầu tư nhá. Thì sau sự kiện đó, Anatoly Yunitsky đã phải mất gần 3 năm từ 2011 đến 2013 để tự phát triển một hệ thống thực hiện đầu tư an toàn và được bảo vệ trên cơ sở crowdfunding. Đấy, lúc này thì mới là bắt đầu là tìm cách để phát triển crowdfunding, còn trước đấy thì là một cái hình thức tương tự thôi. Thế nhờ thế trong 4 năm sau, một tập đoàn lớn đã phát triển, trong đó làm việc hàng chục ngàn người, tới gần 800 kỹ sư trong công ty kỹ thuật công nghệ đường dây tại thành phố Mim. Đấy, thì họ mở ngoặc này, trong đó Yunitsky vẫn giữ trách nhiệm của mình đối với những người đã đầu tư vào vận tải đường dây trong giai đoạn trước năm 2014 và bù lại sự tham gia của họ bằng những cổ phần riêng của mình trong dự án Skyway. Tức là chủ tịch của chúng ta đương nhiên là cũng có cổ phần, đúng không ạ? Tiền thì mất rồi, và chủ tịch phải gây dựng lại, nhưng mà những người đầu tư đã đầu tư và nhận cổ phần về thì cũng không hề bị mất quyền lợi gì cả, vẫn được đền bù lại cổ phần như bình thường. Thế ạ, và sau các cái vụ việc đấy, đúng không, thì bắt đầu là chủ tịch Yunitsky mới bắt đầu là tiến hành để tạo ra cái hệ thống để gọi vốn theo hình thức crowdfunding như bây giờ. Và ông đã làm ngày làm đêm rất là nhiều các công việc mà để có thể là tiến hành được. Thì cái này tí nữa mình sẽ gửi đường link cho cả nhà đọc kỹ hơn sau. Đấy, thì mình chỉ muốn nhấn mạnh đến cái câu chuyện là kể cả trong những cái trường hợp mà chủ tịch của chúng ta 5 lần 7 lượt, đúng không? 5 lần 7 lượt bị phá sản, rồi là bị bạn bè quay lưng hay là tìm cách lấy cướp tiền hay không đi chăng nữa, dù thế nào đi chăng nữa, nhưng đấy là cái sự thiệt thòi mà chủ tịch của chúng ta nhận về. Còn mọi người đã góp vốn vào thì chúng ta không hề bị thiệt thòi gì hết. Đấy, thì mình sẽ gửi cái đường link này cho cả nhà đọc kỹ hơn, có rất nhiều những cái thông tin còn cũng hay lắm, hay trong này. Đây, mình dán luôn. Đây, cả nhà đọc cái bài này nhé. Đó. Thì bây giờ là phần chia sẻ của mình thì có như vậy. Bây giờ thì mình xin phép là mời ai, có ai mong muốn là chia sẻ những cái kinh nghiệm cá nhân của mình, hay là hoặc chỉ đơn thuần là một cái sự gọi là cảm nhận của mình trong cái buổi Zoom hôm nay, thì mọi người hãy giơ tay nhé, giơ tay để mình mời lên để chúng ta phát biểu ạ. Trước tiên là cho mình hỏi là ai đó bật thử bật mic xem có bật được không? À, mời Quỳnh Hạnh Phúc. Quỳnh Hạnh Phúc thử xem em có bật được mic không? Không bật được mic đúng không? Để chị thử. Rồi ạ. Ok. Dạ vâng. Em cảm ơn chị Tuyền Minh là cho phép em được chia sẻ cùng tất cả cô chú anh chị trong buổi Zoom tối ngày hôm nay. Cảm ơn sự chia sẻ rất là sâu sắc và có những thông tin rất là giá trị của Topic Talk Hồ Văn Tuân. À, xin chào. Anh ngán kia. Rồi, ngán rồi. Dạ vâng, xin chào gần 200 cả cô chú anh chị là cổ đông Skyway Việt Nam. Và đến giờ này tất cả quý cô chú anh chị vẫn đang ở đây. Quyền tin chắc chắn rằng anh chị đang thực sự rất là yêu Skyway và đang rất là quan tâm đến cơ hội này, cái giá trị nó mang lại cho bản thân mình, cho gia đình mình và cho cộng đồng Skyway Việt Nam. Quỳnh xin, trước khi Quỳnh chia sẻ thì Quỳnh xin giới thiệu một chút về bản thân. Họ tên đầy đủ là Trần Thị Diễm Quỳnh. Hiện tại đang là cổ đông Skyway và bắt đầu từ tháng 9 2017 và là Topic Board là Skyway World Community. Và Quỳnh đã đồng hành với Skyway và trong người công tác phát triển cộng đồng Skyway đến bây giờ hơn 3 năm, từ năm 2018 đến bây giờ.
Và Quỳnh cũng may mắn được có cơ hội được trải nghiệm thực tế tại công viên ở Sahara, Dubai năm 2019 vào tháng 6. Và vào tháng 7, à, tháng 8, 2019, Quỳnh cũng có cơ hội cùng với nhiều tourist boat và nhiều cổ đông Skyway đã có cơ hội được trải nghiệm con tàu Skyway tại công viên Belarus. Và Quỳnh cảm thấy vô cùng biết ơn và tự hào khi là cổ đông Skyway. Và hôm nay thì khi tôi cần một thời gian gần đây thôi thì nó rất là nhiều thông tin trải chiều về Skyway. Nó chỉ là một thông tin rất là nhỏ, anh chị, một khía cạnh rất là nhỏ, nhưng nó làm xáo trộn khá nhiều anh chị trong đội nhóm khác. Thì Quỳnh xin chia sẻ góc nhìn của Quỳnh thế này thôi. Và trước khi Quỳnh chia sẻ góc nhìn của Quỳnh thì Quỳnh xin kể tất cả anh chị một câu chuyện mà Quỳnh tin câu chuyện này anh chị đã được nghe nó. Là một câu chuyện ngụ ngôn, nó rất là sâu sắc và chúng ta có thể có rất là nhiều bài học thông qua câu chuyện này. Đó là câu chuyện thầy bói xem voi, đúng không ạ? Thầy bói xem voi. Có năm thầy bói, một ngày ế hàng thì bắt đầu ngồi với nhau phàn nàn là không biết hình thù con voi là thế nào. Và nghe người nói rằng là có một con voi đang đi ngang qua. Thì năm người thầy bói đã đồng ý với nhau hùn tiền lại. Và lúc này thì bắt đầu trả tiền cho người mà quản lý con voi ấy. Đặt con voi ấy, người ta dừng lại xem con voi thế nào. Thì lúc này em chỉ biết đúng không ạ? Thầy thì bắt đầu sờ gì ạ? Sờ voi. Thầy sờ tai, thầy sờ ngà, thầy sờ chân và thầy sờ đuôi. Và họ sờ rất là kỹ, anh chị nhớ là kỹ. Lúc này họ ngồi xuống và bàn với nhau, bắt đầu thảo luận với nhau về cái hình thù con voi. Thì lúc này là bắt đầu người sờ voi bảo là gì, sờ voi bảo là gì, tượng nó thế nào, tượng con voi nó thế nào. Hóa ra nó xung xung như con đỉa thôi ạ, chẳng có gì khác. Và lúc này thì người thầy sờ ngà thì bảo thế nào ạ? Không phải, nó dài dài và nó như cái đồng càng. Lúc này người sờ tai lại bảo đâu có, nó bè bè như cái quạt, quạt thóc, quạt thóc ạ. Dạ vâng. Và lúc này thì thầy sờ chân không thể chịu được nữa thì cãi luôn ạ. Ai bảo nó sừng sững như cái cột đình. Và lúc này thì dòng nói của thầy sờ đuôi có vẻ điềm tĩnh hơn nhưng lại gì ạ? Và thầy nói sai cả rồi, chính nó cua tuổi như cái gì ạ? Cái chổi. Xề cùn. Và lúc này không có thầy nào chịu nhường thầy nào anh chị. Và nó nhảy ra sự sốt sát và có điện tình trạng là sức đầu mẹ tráng. Vậy bài học nó rất là đơn giản nhưng nó cực kỳ sâu sắc. Cả bài học nào cho chúng ta ở đây ạ? Rất là nhiều bài học đúng không anh chị? Và quyền nghĩ bài học sâu sắc nhất của chúng ta ngay thời điểm này, nếu chúng ta đánh giá một góc nhìn nào đó, một con người nào đó, một sự vật sự việc nào đó thì chúng ta nên nhìn tổng thể ạ. Còn nếu một góc cần cá nhân nào đó thôi thì chúng ta sẽ dùng cái quan niệm của cá nhân chúng ta sẽ đánh giá nó thì nó sẽ bị sai lệch. Và nó một cái tình trạng đấy nữa là thầy các thầy này thì tỏ ấy ạ, với cái sự hiểu biết của mình và tỏ ra mình là người thông thái nhưng thực tế là chẳng biết rõ tổng thể. Thì có nhiều anh chị đưa tin là gì ạ, Skyway nó không làm gì cả. Và như chị Tuệ Minh vừa nói đấy, chị nhìn vào góc độ, một cái góc độ nào đó hẻo lánh thôi và quay chỗ đó và nói là Skyway không có gì cả. Thì giống cách mà chúng ta sơ cái gì ạ, sơ cái đuôi và nó nói giống như cái trồi anh chị, hay sơ cái voi nó là gì ạ, nó dư một cái voi của nó thì nó dư là cái con đỉa thôi anh chị, kiểu như thế. Chúng ta nhìn tổng thể. Với bản thân Quỳnh là người đã thực tế đến nơi đó anh chị, đã nhìn thấy cái nhà gỗ nó hoang sơ như thế nào. Và ngày hôm nay nhìn nhà gỗ nó thành công, nó tuyệt vời như thế nào thì Quỳnh cảm giác là Quỳnh vô cùng happy và biết ơn người sáng lập Skyway, biết ơn tất cả những đội ngũ kỹ sư, những người đang thực sự làm nên tập đoàn đó. Họ ngày đêm làm việc, mặc dù 2 năm qua dịch Covid đang hoành hành như thế, nhưng trong sự cho phép của chính phủ UAE, họ vẫn đang làm việc ngày và đêm để hoàn thiện những thứ họ đang cần hoàn thiện tại UAE. Chúng ta phải vô cùng biết ơn điều đó, đúng anh chị? Ví dụ bây giờ Quỳnh để được mặt anh chị là một lòng bàn tay của Quỳnh, đúng anh chị? Anh chị nhìn thấy điều gì ở Quỳnh ạ? À? Cái gì ở đây ạ? À? Anh chị sẽ nhìn lại lòng bàn tay. Nhưng góc nhìn của Quỳnh lúc này, Quỳnh nhìn thấy mu bàn tay của Quỳnh. Và nếu Quỳnh để ngược lại thì anh chị nhìn thấy mu bàn tay của Quỳnh mà Quỳnh đang nhìn thấy lòng bàn tay của Quỳnh. Thì một vấn đề, một sự vật, sự việc nào đó chúng ta luôn cố gắng hãy nhìn góc hai chiều. Hãy định vì là mình là một nhà đầu tư thông thái, một nhà đầu tư có kiến thức và chúng ta phải ảnh hưởng được chúng ta, ảnh hưởng được người khác. Chúng ta không thể theo đám đông mà chúng ta ảnh hưởng vào những thông tin thực sự không xác đáng. Những thông tin để hôm nay Quỳnh thấy trên truyền thông và trên các trang web, sang web chính thống của tập đoàn Skyway, nó có quá nhiều thông tin bổ ích, giá trị và mang tính cập nhật cực kỳ cao. Thì chúng ta lại không có quan tâm nó và chúng ta chỉ quan tâm những tin vịt. Đúng không? Anh chị biết được rằng tại sao thông báo chí hay là truyền thông ấy luôn luôn giật tít
những cái DNA nào nó vừa giảm, nó gây sốc ạ, nó gây tiêu cực hoang mang thì chúng ta thường thường kích vào đó và xem, đúng ạ. Ví dụ như cái lừa đảo hay cướp giết chẳng hạn, thì hiếp chẳng hạn, thì chúng ta thường thường thích điều đó. Nhưng nếu hôm nay có một bài báo là bảo là tôi bị bắt đến Văn Tuân làm từ thiện 100 triệu chẳng hạn, thì Quỳnh nghĩ chẳng ai quan tâm mà đọc nó. Hay là tôi bị bắt Tuệ Minh đang xây 100 căn nhà tình thương chẳng hạn, thì Quỳnh nghĩ chẳng ai quan tâm nhiều đến nó. Nhưng hôm nay phải cha dẹp con rồi gì gì đó thì chắc chắn chúng ta sẽ quan tâm và rất thích kích vào đó. Nên tại sao chìa khóa Skyway luôn luôn đem đi theo từ lừa đảo trên đó, đúng anh chị? Mà Quỳnh đã, chúng ta vẫn thường biết với nhau rằng là cái gì càng nổi tiếng càng tai tiếng. Hôm nay chúng ta ăn gì, mặc gì, ngủ với ai hay như thế nào đó thì nhìn là chẳng ai quan tâm lắm đâu ạ. Thế anh chị nhìn thấy những người nổi tiếng thì sao ạ? Chỉ cần một TikTok sau anh chị, mình nghĩ là nó tràn ngập lên báo màng, báo tất cả là báo đấy. Và mọi người sẽ có những cái góc đồ, góc nhìn khác nhau. Thì chúng ta phải luôn tỉnh táo. Và chúng ta thường biết được rằng ấy, là ngày xưa khi chúng ta đọc báo chí thì là chúng ta nâng cao tầm hiểu biết, nâng cao kiến thức. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đọc báo chí, chúng ta cần phải nâng cao trình độ ý thức trước, rồi khi chúng ta đọc báo anh chị, bởi vì nó làm nhiều quan điểm, nhiều cái, rất là nhiều thứ của chúng ta, đúng không anh chị ạ? Vì vậy chúng ta quên nghĩ là cần phải tỉnh táo, sửa tất cả những thông tin mà chúng ta đang cập nhật lại. Chúng ta phải ngồi tỉnh làm, chúng ta phân tích xem cái thông tin đó thực sự xác đáng hay không, hay gốc thông tin khác nó sẽ như thế nào, và nghe nhiều chiều ạ. Để chúng ta không bị với cảm xúc bồng bột mà chúng ta đánh mất cơ hội Skyway đang thực sự có giá trị trong thời điểm hiện tại bây giờ. Và Quỳnh tin là đã có rất là nhiều người họ đổ cả nước mắt, cả một xương máu, nhưng mà chủ tịch Skyway họ đã cống hiến để cho một nhân, cho nhân loại chúng ta có một công nghệ để bảo vệ môi trường. Vậy chúng ta phải quá cảm và biết ơn, quá may mắn khi chúng ta đã và đang là một phần để tạo kiến, tạo nên một cái thế giới cực kỳ xinh đẹp trong tương lai, và chúng ta phải tự hào về điều đó. Quỳnh nghĩ là điều đó vô cùng quan trọng anh chị, vô cùng quan trọng. Và Quỳnh cũng rất là mong muốn gửi gắm tất cả quý cô chú anh chị ở đây rằng là chúng ta thực sự phải luôn luôn dành thời gian cập nhật thông tin, cập nhật thông tin, và chúng ta phải luôn luôn có những góc độ, có nhìn cá nhân sâu sắc vào, đừng vì bất cứ một điều nào mà chi phối. Bởi vì Quỳnh, anh chị tin kiểu này này, nếu Skyway thành công thì anh chị, gia đình anh chị, đời bố mẹ, đời chúng ta, đời con cái chúng ta được thay đổi. Nhưng nếu Skyway không, chúng ta bỏ qua Skyway cơ hội này, không còn tiếp tục nó nữa, thì liệu sau này Skyway thành công, liệu những người sử dụng anh chị bỏ Skyway họ còn sẵn sàng đền bù cho những anh chị số tiền anh chị đã mất hay không? Quyền tin chắc điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, đúng ạ. Vậy chúng ta phải tỉnh táo trước tất cả những lời khuyên mà thực sự nó không có giá trị trong thời điểm hiện tại bây giờ. Trong thời điểm hiện tại bây giờ, anh chị biết được rằng là chúng ta tập trung vào cái gì thì cái đó mở rộng. Chúng ta tập trung vào những thông tin không tích cực thì nó, điều đó nó sẽ luôn luôn dậy làm chúng ta phải nghĩ về nó. Anh chị biết không ạ? Anh chị có tin, anh chị theo anh chị thì Hồ Chí Minh, Hồ Chủ tịch chúng ta tốt hay rất tốt ạ? Tốt hay rất tốt ạ? Tôi nghĩ tất cả anh chị sẽ nói là rất tốt, bởi anh chị quá gì ạ? Quá biết ơn con người đã gì ạ? Đã cho chúng ta cơ hội được tự do độc lập ngày hôm nay, đúng không ạ? Và như anh chị biết không ạ? Theo anh chị Hồ Chủ tịch có thông tin xấu mà rất nhiều anh chị ạ. Vậy những thông tin xấu đến từ đâu ạ? Đến tất cả những cá nhân, những tổ chức phản động anh chị. Anh chị thấy đau lòng không ạ? Đau lòng đúng không anh chị? Nếu chúng ta là người không có hiểu về Bác, không học lịch sử về Bác, nếu anh chị nghe những đoàn thông tin kiểu như thế, anh chị sẽ hoang mang và nghĩ, bắt đầu anh chị sẽ không nghĩ tốt về Bác đâu. Thì chúng ta cần phải tỉnh táo tất cả thông tin này. Và Quỳnh hy vọng tất cả chúng ta sẽ là một trong những người cổ đông, một người cộng sự của đối tác, và một trong những người góp phần tạo nên thế giới xinh đẹp hơn thông, cùng với chủ tịch Skyway và xây Skyway của thông tin. Và Quỳnh xin cảm ơn ba tổ chức là cho phép Quỳnh được chia sẻ những quan điểm, những góc nhìn cá nhân của Quỳnh đối với thông tin hiện tại bây giờ. Cảm ơn rất là nhiều. Tuyệt vời ạ. Cả nhà chúng ta thấy Quỳnh, góc nhìn của Quỳnh có tuyệt vời không ạ? Và những ai mà có chung góc nhìn với Quỳnh thì chúng ta có thể gõ số 8 vào ô chat được không ạ? Chúng ta đồng tình. Cảm ơn Quỳnh rất là nhiều vì sự chia sẻ. Và bây giờ chúng ta có còn ai muốn nêu ý kiến của mình nữa không ạ? Chúng ta hãy giơ tay. Chúng ta hãy giơ tay để mình nhìn thấy, để mình mời đây ạ.
mọi người đang tua lại các dữ kiện để chuẩn bị chia sẻ của đúng không, mà im ắng thế ạ, đang tua lại trong đầu đúng không ạ? Có phải là Toán đang không bật được mic không nhỉ? Chị. Em đang nói gì đúng không? Em định chia sẻ đúng không? Ok. Em đang định bật mic nhưng mà thấy chị bảo là cần chia sẻ thì em xin phép là được chia sẻ một chút. Được không ạ? Ok, xin mời em. Vâng, em xin chào tất cả quý cô chú anh chị em đã có mặt trong buổi Zoom buổi tối ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Toán, năm nay 29 tuổi, hiện tại đang là cổ đông và đối tác của công ty tập đoàn Skyway. Và Toán đã là cổ đông và nhà đầu tư và đối tác của công ty được hơn một năm rồi. Và đây là lần đầu tiên mà Toán được có cái cơ hội được trên cái Zoom tổng để mà chia sẻ về một chút về giá trị của mình mà nhận được trong cái buổi tối nhiều về những cái thông tin vô cùng giá trị, và bởi vì cái sự phân tích về những cái mà thông tin trái chiều, những trái chiều chúng ta gặp phải rất là nhiều, bởi vì là khi mà chúng ta đi chia sẻ với những đối tác, với những khách hàng của chúng ta gặp rất là nhiều về cái sự thắc mắc này, và khi mà chúng ta gặp phải những cái trường hợp như thế thì chúng ta phải có kiến thức rất là chắc thì chúng ta mới có thể chia sẻ được cho những nhà đầu tư của chúng ta. Đấy, thì là lần đầu tiên mà khi mà Toán được chia sẻ cái thông tin của mình, cái giá trị của mình nhận được trong cái buổi Zoom của buổi tối ngày hôm nay thì rất là hồi hộp ạ, rất hồi hộp. Và đấy là những cái giá trị mà Toán nhận được. Và cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều, cảm ơn chị Minh và cảm ơn cái câu chuyện của chị Quỳnh hạnh phúc rất là nhiều. Và đó là những cái mà chúng ta nhìn nhận được, được đánh giá được những cái thông tin để chúng ta có thể tiếp tục phát triển và chúng ta luôn luôn giữ vững cái tâm lý và cái tinh thần để chúng ta luôn luôn lan tỏa những cái giá trị và chia sẻ cho những người mà chưa biết đến cái hội đầu tư Skyway này để biết đến và nắm bắt thật là nhiều hơn nữa. Và chúc cho tất cả quý cô chú anh chị em trong buổi Zoom của ngày hôm nay sẽ có sự thành công tốt hơn nữa, và trong thời gian sắp tới sẽ ngày càng sở hữu được thật nhiều cổ phần hơn nữa. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị em rất là nhiều ạ. Xin hết ạ. Cảm ơn Minh Toán. Từ nãy mình có nhìn thấy có một anh tên là Tùng giơ tay ấy, không biết là anh có ý định chia sẻ hay là anh bấm nhầm vào nút chia tay giơ tay ạ. Thì nếu mà anh có ý định chia sẻ thì anh có thể bật mic và nói chuyện cùng với cả nhà với ạ. Có một anh tên là Tùng. Anh Văn Tùng. Chắc là anh bấm nhầm thôi đúng không ạ? Vì sau đó thì anh cũng hạ tay luôn xuống. Ok. À, cả nhà mình có còn ai có mong muốn được nêu ý kiến của mình nữa không ạ? Chị Minh ơi, cho em xin giao lưu mọi người một chút ạ. Mời hạnh Nguyễn. Vâng. Em xin chào tất cả cô chú anh chị có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay ạ. Trời, hôm nay nhà mình yên lặng quá, em thấy hơi bất ngờ vì mọi lần Zoom là chúng ta rất là có rất là nhiều thứ để mình trao đổi với nhau và có rất là nhiều cảm xúc để mà mình có thể chia sẻ với nhau, đúng không ạ? Và em nghĩ rằng là bởi vì là nội dung ngày hôm nay là làm cho chúng ta những cái kiến thức mà anh Tuân đưa ra hay là những cái mà chị Minh cũng như là chị Quỳnh, anh Toán có chia sẻ thì làm cho chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn về cái con đường, về cái hành trình sự nghiệp Skyway của mình, đúng không ạ? Thời gian vừa qua thì vâng, em xin chào tất cả cô chú anh chị ạ. Đầu tiên thì em cũng xin phép là xưng em Hạnh với lại tất cả cô chú anh chị, đúng không ạ? Thời gian vừa qua thì bản thân em Hạnh cùng với lại đội nhóm cũng như là tất cả cô chú anh chị thì mình cũng thấy rằng là thời gian vừa qua mình rất là bận,
Đúng ạ. Mình bận với chương trình Expo này, mình bận trao giá trị chương trình cho các đối tác của mình này, rồi là bận chia sẻ cho đội nhóm của mình này, và mình bận làm online rất là nhiều. Hay là tình trạng dịch bệnh khi mà kết thúc công việc giãn cách ấy, thì chúng ta hòa nhập vào cộng đồng hơn này, chúng ta bắt đầu vào cuộc sống mới này, thì chúng ta lại bận hơn trước đấy rất là nhiều. Vì vậy nên là nó sẽ ảnh hưởng cho cái quá trình, và nó có những cái tác động làm cho chúng ta gián đoạn những cái thông tin cập nhật từ tập đoàn đi. Đúng ạ. Và bên cạnh đó chúng ta lại bận hơn với cái chương trình Expo và sau đấy. Và nó cứ thế nó diễn ra cho đến khi mà có một số những cái thông tin trái chiều nó xảy ra. Và đối với em Hạnh ý, thì những cái thông tin trái chiều nó không phải là hoàn toàn xấu. Nó bởi vì là khi có những cái thông tin trái chiều như vậy ý, thì nó lại có một cái tác động ngược chiều và để cho chúng ta ý thức hơn về cái việc là chúng ta cần quan tâm đến cổ phần của chúng ta, cần quan tâm lại đến công ty. Nếu mà vẫn cứ không có một cái gì xảy ra cả thì chúng ta đôi khi là chúng ta vẫn cứ bỏ quên Skyway sang một bên và chúng ta vẫn bận rộn với công việc hàng ngày để hòa nhập vào xã hội và cộng đồng, thì chúng ta sẽ quên đi Skyway. Và may quá có những cái thông tin trái chiều làm cho chúng ta là nhớ đến chúng ta cần phải có sự quan tâm ngược lại Skyway, tại sao nó lại có những cái thông tin này, đúng không ạ? Và em rất là ấn tượng với lại câu chuyện xem voi, thầy bói xem voi của chị Quỳnh. Và em rất là cảm ơn chị Quỳnh đã chia sẻ lại câu chuyện này. Câu chuyện mà em Hạnh và em nghĩ rằng là tất cả chúng ta, cô chú anh chị mình đã được học từ hồi xưa rồi, đúng không ạ? Nhưng mà để mà bệnh đến thời điểm hiện tại mà chúng ta vẫn nhớ và áp dụng vào cuộc sống và mình nhận diện ra thì nó không phải là cái điều mà ai cũng có thể nhận ra như chị Quỳnh được. Em cảm ơn chị. Và ngày hôm nay thì anh Tuân cũng chia sẻ rất là nhiều những cái thông tin mà em thấy rằng là đây nó cũng là một cái dịp để chúng ta quan tâm lại với chính doanh nghiệp của mình. Đôi khi là mình bận rộn với cuộc sống ở ngoài kia, mình bận với những công ăn việc làm bình thường mà mình vẫn diễn ra, thì chúng ta lại quên đi mất một cái đứa con mà chúng ta đang chăm chút nó vào. Thì có phải Skyway nó là doanh nghiệp của chúng ta, đúng không ạ? Skyway là doanh nghiệp của mình. Bản thân mình góp vốn vào để gây dựng doanh nghiệp. Đứa con của mình chúng ta đang nuôi đủ 18 tuổi, nó đủ lông, đủ cánh, nó đi ra ngoài kia, nó làm ăn thì nó sẽ báo hiếu lại cho mình. Thì doanh nghiệp cũng là như vậy. Và tập đoàn của mình từng bước đã sắp đến cái giai đoạn mà nó quay lại, nó báo hiếu chúng ta rồi. Thế thì ngày hôm nay có một ai đó đang nói xấu chính cái đứa con của mình, thì cái việc đầu tiên mà mình phải nhìn nhận đó là bản thân mình hơn ai hết, mình phải là người hiểu đứa con của mình hơn là cái ông hàng xóm hay hơn là một cái người nào đấy họ đi qua họ nhìn nhận đánh giá, đúng không ạ? Đấy, thì bản thân em nghĩ là như vậy. Và chúng ta là cổ đông thì chúng ta vừa có quyền lợi, chúng ta là quyền lợi mình được hưởng trọn vẹn quyền lợi cổ đông. Em Hạnh hay là anh Tuân hay là tất cả cô chú anh chị, chúng ta đều là cổ đông như nhau hết. Chúng ta đều là cổ đông của tập đoàn. Phải chăng chúng ta khác chỉ là cái số lượng cổ phần chúng ta nắm giữ khác nhau mà thôi. Thì khi có bất cứ một cái thông tin trái chiều nào nó xảy đến với cái đứa con chung của chúng ta ấy, thì chúng ta đầu tiên là mình phải có niềm tin vào chính mình và cái chính cái quyết định của mình và cái đứa con của mình. Bố mẹ thì phải hiểu con hơn là có một cái ông nào đấy, ông ấy đi qua, ông ấy nói nhăng nói cuội, ông ấy nói bâng quơ về con của mình, thì mình không thể về mình trách cứ đứa con của mình được, đúng không ạ? Hay là mình không thể đổ lỗi cho bố mẹ của mình hay một ai đấy đổ lỗi như vậy được, đúng không ạ? Thế thì mình hãy xem lại những cái thông tin như vậy. Và em thấy rằng là đến thời điểm hiện tại ấy, mà vẫn còn những cái thông tin trái chiều về Skyway ấy, nó chỉ xuất phát từ là thứ nhất là người ta giống như là câu chuyện thầy bói xem voi ấy, người ta bị những cái thông tin chủ quan. Họ đầu tiên ấy, họ chính là những cái người xui xẻo đầu tiên. Bởi vì sao? Bởi vì rất tiếc cho họ là thay vì là được tiếp cận những cái thông tin tốt giống như chúng ta ngay từ ban đầu thì họ lại được tiếp cận thông tin xấu từ đầu luôn và làm cho họ đưa ra những cái quyết định chủ quan. Cái yếu tố thứ hai đấy là cái vô tình họ đã sai lầm và họ gieo rắc cái sự sai lầm cho người khác. Ở đây em lấy ví dụ, có phải là nếu mà 10 nhà đầu tư đi, bản thân cô chú anh chị em mình khi mà mình đầu tư mình về mình hỏi hàng xóm thì 10 người có bao nhiêu người sẽ đồng ý và sẽ ủng hộ mình với những cái quyết định đầu tư ạ? Họ từ chối, họ nói như thế này, họ nói như thế kia thì họ cũng chỉ là nói cho vui thôi, đúng không ạ? Họ nói vì một cái mục đích gì đó của họ thôi. Chứ còn mình mà bỏ qua cơ hội này, hay giống như là trước đây VTV họ cũng cảnh báo về Bitcoin. Thế nhưng mà bây giờ khi mà Bitcoin giá trị cao như vậy rồi thì chúng ta không thể lên VTV mà đòi lại là
Tại vì trước đây ông bà làm những cái phóng sự như vậy, ông bà lấy thương hiệu là VTV của ông bà, mà ông bà nói, mà ông bà cảnh báo về Bitcoin làm tôi không dám mua cái thời ấy. Bây giờ ông bà phải đền bù cho tôi. Có ai người ta đứng ra đền bù cho mình không ạ? Không, đúng không ạ? Lời nói là lời nói họ nói ra. Thế còn đấy là cái thứ mình nghe được. Thế còn cái thực sự, cái mục đích ở đằng sau của họ là gì thì mình không thể biết được. Và mình chỉ có là làm sao để mình tự tin và mình đưa ra những quyết định là dựa trên những cái thông tin và kiến thức mình có thôi. Đúng không ạ? Mình phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình chứ ạ. Mình đã đưa ra quyết định đầu tư thì mình phải chịu trách nhiệm với quyết định đầu tư này. Và mình phải, hơn ai hết, mình phải cập nhật thông tin thường xuyên liên tục. Thì em Hạnh nghĩ rằng là chúng ta cứ cập nhật thông tin thường xuyên liên tục thì chúng ta sẽ có những cái thông tin rất là thông suốt về tập đoàn. Và có một cái thông tin nào đấy thì mình thấy, thứ nhất là mình thấy thương cho họ. Bởi vì là chính bản thân họ đã không đón nhận được cơ hội tuyệt vời này. Mình thấy thương cho họ. Và thứ hai nữa, bên cạnh cái việc mình thương cho họ, thứ hai nữa là mình phải nhìn ra là cái động cơ đằng sau thật sự của họ là gì. Họ có muốn tốt thật sự cho mình hay không, hay là họ đang có một mục đích gì đấy ở đằng sau. Và nếu mà mình mà giống như là có một cái hình ảnh em Hạnh rất là thích, đó là cái hình ảnh về một bông hoa hồng, và trong bông hoa hồng đó có một viên kim cương. Bông hoa hồng thể hiện cho tình yêu thương, sự yêu thương, và viên kim cương thể hiện cho sự trí tuệ. Khi mà chúng ta có tình yêu thương nhưng mà nó phải song song với lại trí tuệ của mình. Mình yêu thương một ai đó, mình tin tưởng một ai đó, hay thậm chí mình không tin tưởng một ai đó nhưng mà mình rất dễ bị tác động bởi một cái thông tin nào đấy, thì nó sẽ rất có hại cho cuộc sống của mình. Chả khác gì chúng ta đang đẽo cày giữa đường, đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta cần có sự trí tuệ. Bông hồng thì cũng cần có kim cương ở trong đấy. Kim cương nó thể hiện sự trí tuệ. Thì khi chúng ta có thông tin, chúng ta có kiến thức và chúng ta có trí tuệ, chúng ta có những cái lý do để đưa ra quyết định riêng của mình. Chúng ta có những cái động cơ riêng của mình. Vì sao chúng ta lại lựa chọn đầu tư vào Skyway? Thì khi mà một ai đó nói xấu về đứa con của mình, hay một ai đó nói xấu về ngài chủ tịch mà chúng ta rất là ngưỡng mộ và thân thương, thì đấy là một cái điều, thứ nhất mình thấy thương như họ, và thứ hai nữa là mình phải nhìn ra được cái động cơ của họ. Thì khi chúng ta, cô chú anh chị, chúng ta đều có trí tuệ ấy, chúng ta đều kiến thức ấy, thì chúng ta sẽ rất dễ là nhìn ra được là à, họ đang có cái mục đích gì bên cạnh cái việc mà họ đưa cái thông tin sai sự thật như vậy. Họ thực chất là họ cố tình đưa thông tin sai sự thật về mình mà, đúng không ạ? Đấy, thực ra ấy, thì là chúng ta có thể đề cập đến họ hoặc không. Bởi vì nó giống như là anh Tuyến dùng một câu rất hay là giống như là cái bọn tàn quân ấy. Bọn tàn quân bây giờ giống như là bây giờ nó rất là sắp sửa đến cái thời kỳ mà sụp đổ rồi. Thì nó phải cố bám víu vào một cái gì đấy để nó có thể ngoi lên. Và thực chất khách quan mà nhìn vào thì Skyway càng ngày chúng ta càng mạnh. Cái tầm ảnh hưởng Skyway của mình càng ngày chúng ta càng lớn. Đấy là lý do vì sao thỉnh thoảng lại có một cái ông nào đấy, hoặc là có một cái đứa nào đấy, hoặc có một cái thằng nào đấy, hoặc là có một cái người nào đấy, họ cố tình họ chọc ngoáy, họ chống phá Skyway của mình. Đơn giản họ chỉ muốn là dựa hơi vào Skyway để có sự chú ý thôi, giống như là trong showbiz, đúng không ạ? Chỉ cần là nổi tiếng, còn bằng cách nào, tích cực hay tiêu cực thì đấy nó lại là chuyện sau. Thì trong Skyway cũng như vậy, họ cố tình họ dựa hơi, họ mượn danh tiếng của Skyway để họ đánh bóng họ lên thôi. Thế còn cái sự đánh bóng đấy là nó là sự lố bịch hay là nó có sự trí tuệ gì ở trong đấy hay không thì đấy là, nó lại là cái việc khác. Bởi vì bây giờ họ phải làm bằng mọi cách để họ có thương hiệu của họ. Đấy, thì đấy nó lại là những cái cách làm của, thì đấy nó lại là cách làm của những người mà không bao giờ họ hiểu ra giá trị của Skyway giống như cô chú anh chị em mình đang hiểu ra, đúng không ạ? Bởi vì hơn ai hết, những người mà góp vốn vào Skyway, những người mà tâm huyết với Skyway ấy, thì đầu tiên là họ có một cái tâm đức rất là lớn. Cô chú anh chị có đồng ý với em Hạnh cái điều đấy không ạ? Họ có một tâm đức rất là lớn, bởi vì tất cả chúng ta giống như em Hạnh đây. Khi mà chúng ta nghe về sở hữu trí tuệ của Ngài Chủ tịch, khi mà chúng ta được nghe, được xem cái bộ phim về cuộc đời của Ngài Chủ tịch, thì chúng ta có thấy đồng cảm không ạ? Chúng ta có thấy thương không ạ? Và chúng ta có thấy ngưỡng mộ một tầm nhìn của một vĩ nhân không ạ? Ngài Chủ tịch của chúng ta được xếp vào hàng vĩ nhân theo đúng nghĩa đen ấy, cô chú anh chị ạ. Hàng vĩ nhân theo đúng nghĩa đen luôn đấy ạ. Và chúng ta rất là may mắn và biết ơn và vinh dự, bởi vì chúng ta đang được góp vốn và làm việc trực tiếp với Ngài Chủ tịch, chứ không phải hậu duệ của Ngài. Và hiện tại Ngài vẫn đang còn sống, vẫn đang còn cống hiến cho Skyway. Và chúng ta là những người mà kề vai sát cánh với Ngài Chủ tịch để đưa cái sứ mệnh của Ngài Chủ tịch ra ngoài thị trường, ra ngoài xã hội để cống hiến cho xã hội. Thì đấy nó là cái sứ mệnh của chúng ta. Thì khi mà chúng ta hiểu cái giá trị đó thì chúng ta sẽ biết được rằng là
Thì những cái người ấy mà họ cố tình họ sử dụng hình ảnh của Skyway để đánh bóng tên tuổi của họ, để họ dìm mình xuống để họ đi lên ấy, thì không bao giờ họ hiểu ra những cái giá trị chân thực ở trong đầu tư giá trị. Đúng không ạ? Và không bao giờ họ hiểu ra cái khái niệm đầu tư giá trị nó là như thế nào cả. Cô chú anh chị có đồng ý với em Hạnh không ạ? Thì đấy là trên cái góc độ quan điểm. Thế còn để mà thông tin tìm hiểu thì bây giờ chúng ta có rất nhiều thông tin để đối chứng rồi. Chúng ta không cần phải làm gì mà cãi nhau với một người ngu cả, đúng không ạ? Hoặc là họ cố tình, người ta nói rằng là không, không ai có thể đánh thức một người cố tình giả vờ ngủ được, đúng không ạ? Họ cố tình họ bóp méo sự thật để họ làm một cái gì đấy đằng sau lưng mình, thì mình không thể giúp họ thức tỉnh được. Mình chỉ có cách là mình bảo ban người nhà của mình, bây giờ người nhà của mình chưa có đầy đủ kiến thức, chưa có đầy đủ thông tin để mà mình hiểu ra, thì mình quay vào mình bảo ban người nhà của mình thôi. Chứ còn những cái thành phần như vậy thì chúng ta hoàn toàn chúng ta không cần phải quan tâm đến. Và thực chất là bây giờ họ đang muốn chúng ta quan tâm đến họ đấy. Bởi vì nếu mà được cổ đông của Skyway quan tâm đến nhá, thì họ lại tăng cái hình ảnh của họ lên. Và đấy là cái mục đích mà họ mong muốn, đúng không ạ? Đấy, thì em Hạnh nghĩ rằng là hơn ai hết chúng ta là cổ đông, chúng ta đã góp vốn rồi, chúng ta đã được hưởng quyền lợi như nhau rồi, thì chúng ta cũng phải có nghĩa vụ hiểu về cái đứa con của mình chứ, đúng không ạ? Một cái người nào ất ơ ngoài kia đi qua tự dưng nói một cái câu gì đấy với đứa con của mình, thế là mình về mình chê trách nó, mình chê trách bản thân, mình không tin tưởng vào đứa con của mình, thì đấy nó là một sự dại dột, đúng không ạ? Mình đồng hành với nó bao nhiêu năm nay, chẳng nhẽ mình lại là người không hiểu con mình bằng một cái thằng đâu đấy nó chạy vào nó nói xấu, đúng không ạ? Đấy, thế thì chúng ta có quyền lợi thì cũng song song với là trách nhiệm. Thì em Hạnh nghĩ rằng là chúng ta cứ thường xuyên cập nhật những cái thông tin ở trong tài khoản của mình này. Tài khoản của mình nó là một kho lưu trữ dữ liệu rất là nhiều đấy cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị đừng vào tài khoản của mình chỉ là để xem mình có bao nhiêu cổ phần, hay là chúng ta có bao nhiêu bonus ở trong đấy, hay là chúng ta như bình thường thì chúng ta không đăng nhập vào. Không nên như vậy, bởi vì trong tài khoản của chúng ta là cả một kho tàng dữ liệu rất là nhiều thứ. Và em Hạnh cũng mong rằng là cô chú anh chị hãy tìm hiểu thật kỹ trong cái kho tàng của mình. Nó là cái két sắt của mình và nó là cả kho tàng ở trong đấy. Chúng ta vào từng mục một, chúng ta vào mục giấy tờ. Thì trong mục giấy tờ đấy nó có từng những cái mục về pháp lý này, những cái câu hỏi về pháp lý này, những cái mục về giấy tờ pháp lý này, rồi là những cái hợp đồng của mình này, hay là rồi từng giai đoạn này, từng kế hoạch kinh doanh marketing của Skyway từ cái giai đoạn trước khi bắt đầu huy động vốn thì họ đã làm những cái công việc gì này, và trong từng giai đoạn họ triển khai những công việc gì, cần bao nhiêu tiền, sử dụng vào mục đích nào, và họ được kiểm toán, kiểm tra độc lập như thế nào, bên thứ ba đứng ra giám sát định giá ra làm sao, tất tần tật tất cả mọi thứ nó đều có trong tài khoản của mình. Và em Hạnh thấy rằng là tất cả những câu hỏi của cô chú anh chị hay là những thắc mắc của cổ đông thì đều đã được giải đáp trong tài khoản. Nhưng hầu như là hơn 80% các cổ đông mình không tận dụng triệt để được cái tài khoản của mình. Và bên cạnh đấy thì trong tài khoản của mình nó cũng ghi rất rõ những cái yếu tố liên quan về vấn đề pháp lý này, rồi về vấn đề là thông tin cá nhân này, rồi về tất cả những thông tin về tập đoàn của mình, về quỹ. Đấy, dòng tiền ra làm sao, từng tiến độ công việc triển khai ra làm sao, chúng ta đang hợp tác ký kết với đơn vị nào. Đương nhiên là bây giờ giống như là giữa một cái ông hàng xóm mà suốt cả cuộc đời không ra khỏi lũy tre làng, với lại những cái chính phủ, chính trị các quốc gia lớn trên thế giới, hai cái người đấy đưa ra nhận định nền kinh tế, thì em Hạnh hỏi cô chú anh chị là tin ai ạ? Chúng ta đi tin cái ông mà hàng xóm cả đời không ra khỏi lũy tre làng, hay là chúng ta đi tin cái sự liên minh của những ông chính phủ, chính trị gia lớn trên thế giới ạ? Không phải tự nhiên người ta lại góp mặt vào cuộc chơi của Skyway, đúng không ạ? Tại sao, như chúng ta thấy đấy, Tesla có phải là Tesla đang tạo ra một tiếng vang rất là lớn trong thời gian gần đây bởi vì sự tăng trưởng vượt bậc của nó, đúng không ạ? Thế nhưng mà thực tế mình nhìn vào thì ở một góc độ nào đó mình thấy rằng là không có quá nhiều các chính phủ quốc gia họ đứng ra họ ủng hộ và họ công khai về cái việc họ ủng hộ cho Tesla, đúng không ạ? Thế nhưng tại sao Skyway của chúng ta, nếu mà xét trên tuổi đời kinh doanh ấy, thì chúng ta vẫn là một tập đoàn rất là non trẻ, đúng không ạ? Tập đoàn rất là non trẻ thôi. Vậy thì tại sao lại có nhiều ông lớn họ đứng ra họ công khai, họ ủng hộ công nghệ của chúng ta đến như vậy? Thì chúng ta cũng phải đặt câu hỏi chứ, đúng không ạ? Phải chăng là cuộc chơi của Skyway quá lớn,
khiến cho những ông lớn họ không thể đứng ngoài cuộc được. Thế thì cuộc chơi nó lớn đến mức như thế nào thì lại phải dựa vào chúng ta nắm giữ thông tin đến như thế nào. Đúng không ạ? Chúng ta không chỉ có Skyway, chúng ta còn có Speckway. Và giống như là chị Jenny Anh, chị nói rằng là bây giờ ngài chủ tịch mà ngồi với lại các ông ấy, các ông chính trị gia, các ông lớn ấy, thì còn không, chúng ta không, cái câu chuyện họ nói chuyện với nhau không chỉ còn là Skyway nữa, không chỉ là về những con tàu nữa, mà bây giờ câu chuyện nó đã đến là Speckway rồi. Thì tức là cái sự thành công của Skyway đã là nằm trong sự tính toán của họ rồi. Đúng không ạ? Thì chúng ta không, cho nên là đấy là những... đấy là những cái tâm sự mà em muốn tâm sự với tất cả cô chú anh chị chúng ta trong cái buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta đề cập đến cái chủ đề này thì em mong rằng là khi mà chúng ta hiểu ra, khi mà chúng ta nắm giữ được và chúng ta hiểu ra cái giá trị của tập đoàn của mình và cũng như là tầm nhìn và cái lý tưởng của ngài chủ tịch của mình rồi ấy, thì trong thời gian tới, bởi vì cái việc này nó sẽ không dừng lại ở đây đâu. Em Hạnh, cô chú anh chị có chung một cái niềm tin với em Hạnh là cái việc này nó sẽ không dừng lại ở đây và trong tương lai nó sẽ còn xảy ra nữa. Đúng ạ? Thế thì không thể là cứ mỗi lần xảy ra như thế này chúng ta các cổ đông lại nháo nhào hết cả lên, hay là chúng ta lại phải họp gia đình vào để chúng ta bàn luận về những cái chủ đề như này nữa. Thì em Hạnh cũng không mong là cái điều như vậy, bởi vì khi mà Skyway của chúng ta đến bây giờ là, như ngài chủ tịch nói là sự thành công của Skyway thì không gì có thể ngăn cản nổi. Nó giống như nguyên lý của Hoàng Tuyết Lan rồi. Thế thì càng phát triển thì càng có nhiều những cái thế lực thù địch, những cái thế lực cạnh tranh, những cái thế lực ganh ghét, họ muốn dìm mình xuống. Thì nó sẽ xảy ra nhiều những cái tình trạng nói xấu diễn ra trong tương lai nữa. Chắc chắn là sẽ không dừng lại ở đây đâu. Thì vì như vậy thì mình đã hiểu ra như vậy rồi, thì trong tương lai nó sẽ có xảy ra như vậy nữa hay không ấy, và nó có như thế nào ấy, thì mình đã hiểu bản chất rồi. Đúng ạ? Thì mình cũng giúp cho anh chị em đội nhóm, những cổ đông, những nhà đầu tư mới của chúng ta ở trong những cái giai đoạn đó họ chưa hiểu, thì mình cũng giúp cho họ hiểu ra vấn đề. Thì đấy là em mong muốn là tất cả chúng ta đều hiểu ra bản chất là như vậy. Bởi vì cái gì nó cũng sẽ có hai mặt. Họ mong muốn dìm mình xuống đơn giản bởi vì họ muốn đưa một cái gì đó của họ lên. Đúng không ạ? Họ muốn đưa dự án của họ lên, và thông thường với tư duy của những người như vậy chưa cần biết dự án của họ hay đến như thế nào. Nhưng mà một người mà làm việc bằng cái cách mà dìm người khác xuống để đi lên thì không bao giờ họ hiểu ra cái khái niệm giá trị, đầu tư giá trị và cái tâm đức trong làm ăn. Đúng không ạ? Thì đương nhiên là đấy nó đã là một cái yếu tố để chúng ta cần phải xem xét trong cái việc là chúng ta có nên làm việc với những người như vậy hay không. Đúng ạ, giữa một người tâm đức giống như là ngài chủ tịch của chúng ta và một người như vậy thì chúng ta lựa chọn ai để đồng hành và tin tưởng. Đấy, thì em Hạnh cũng mong là như vậy. Thì trong tương lai chắc chắn là nó sẽ không dừng lại ở đây đâu, và nó sẽ có những cái thông tin khác nữa. Nó giống như là bình mới rượu cũ ấy. Câu chuyện nó sẽ là bằng một cách nào đấy, bình mới rượu cũ, bằng một cách đả phá nào đấy. Thì chúng ta hiểu ra bản chất rồi thì chúng ta sẽ hiểu điều đó, đúng không? Thì em Hạnh cũng mong rằng là trong tương lai những cái việc như vậy thì nó không làm ảnh hưởng tới chúng ta nữa, và chúng ta sẽ có cách giải quyết rất là êm đẹp, và cố gắng là mình không có đả động nhiều đến những cái thành phần như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì họ mong muốn dựa hơi vào mình mà. Thế mình mà bàn luận mình và đề cập đến họ nhiều, thế tự dưng thương hiệu của họ đi lên. Thương hiệu của họ đi lên là lại đúng cái mục đích của họ mong muốn. Đúng không ạ? Vâng, thế thì em cảm ơn cô chú anh chị đã lắng nghe phần tâm sự của em Hạnh. Thì em Hạnh xin gửi lại mic lại cho chị MC Tuệ Minh ạ. Cảm ơn em Hạnh rất là nhiều. Đấy, trẻ mà, tuổi trẻ mà chị luôn, chị Minh là, không biết mọi người như nào, nhưng mà chị Minh luôn rất là hâm mộ em Hạnh, vì nói chuyện kiểu như người lớn. Chứ người lớn. Cả nhà mình có anh Note 9 ạ. Em xin mời anh ạ. Xin chào Tự Minh và chào mọi người. Anh là Nhẫn ở Nghệ An mà. Em chào anh Nhẫn. Vâng. Thì lúc nãy giờ nghe các bạn nói chuyện ấy, thì hôm nay thấy có vẻ xoay quanh cái vấn đề là có đối tác nói về không tốt về Skyway, đúng không? Nhưng mà thôi thì mình hôm nay cũng cũng luôn tiền này, và như bạn Hạnh vừa nói ấy, bây giờ thì mình nói có hai vấn đề. Một là cái niềm tin của ta đặt vào tin tưởng của ngài chủ tịch. Hai là bây giờ ngoài bên ngoài ấy có bao nhiêu kênh
mà họ làm hệ thống tài chính ấy. Mà bây giờ thì sau 2 năm mình nói vấn đề tài chính trước thì để mọi người cùng biết đây để tham khảo, chứ mình cũng không có nói là mình cái sự hiểu biết của mình nó lớn mạnh hơn tất cả anh chị, nhưng mà để đây cùng nhau tham khảo mình trong một ngôi nhà chung của Sikaway thôi. Bởi vì gần như 2-3 năm nay cơn bão tài chính ấy, nó làm cho con người ta là kiệt quệ đi đấy, và các cái chỉ số niềm tin của dân ta bây giờ cũng hoang mang rồi. Nhiều người là thích ăn sổi thì lao vào từ nào thì chết từ đó đấy. Thì đến bây giờ nó rủ dê trước đây ấy, thì nó rủ nó đánh lớn, thì bây giờ người ta khiếp rồi. Bây giờ nó có những cái dự án là nó chơi những cái dự án rất là nhỏ, 1 triệu 2 triệu thôi, và nó cho hoa hồng rất là khủng khiếp, và nó đánh vào tâm lý của ta là gì, cứ tham gia với nó rồi ấy, thì cứ kiếm một người là kiếm được 70% nó hoa hồng ấy. Nhưng đến khi đến cái đáy nó rỗng rồi ấy thì nó bắt đầu nó đánh sập, thì mỗi người mất đi một vài triệu thì thôi, nhưng không ai thưa kiện được cả. Đấy là bây giờ nó sẽ chơi sang cái chiêu đấy. Còn mình bây giờ cũng tiếp cận trong này cũng rất một ngày biết bao nhiêu là dự án. Và khi đến nói dự án Sikaway bảo là tất cả mọi người bảo cái đấy còn lâu lắm, còn ngủ đông, chưa biết bao giờ. Nhưng thực ra người mà có tầm nhìn và nhãn quan mà xa là phải đến nhìn những dự án ngủ đông. Ngủ đông đó là ai? Bởi vì mình có niềm tin của Ngài Chủ tịch là một nhà khoa học cơ mà. Đúng. Người ta có thành tựu hàng trăm cái dự án. Mà tại sao mình không tin? Và bây giờ là cụ cũng là một dự án, nhưng mà sự năm nay 72 tuổi rồi, tức mà già cái tuổi này ấy thì đáng là nghỉ ngơi, nhưng cái sự khát khao cháy bỏng của một con người này rất kỳ đại và rất lớn đó. Và cho nên là ta phải tự tin vào con người này, bởi tuổi này là tăng tuổi của cụ nghỉ ngơi rồi, mà cụ cũng đủ điều kiện để nghỉ ngơi về tài chính, nhưng cụ đang khát khao và cháy bỏng và muốn thương hiệu của cụ cũng như là muốn sự cống hiến, đặc biệt là cống hiến của tâm đức của Ngài cho cả toàn nhân loại đó. Bởi vì thứ hai nữa là bây giờ ta phải tin vào dự án, thay vì có thể là dự án Sikaway này có thể là vào thời điểm này mà mình cụ có thể triển khai trước 9, 15 hoặc 15 năm về trước ấy, thì đôi khi là cái khó là ở đây là gì, là thế giới lúc đấy là chưa ảnh hưởng môi trường lớn, cho nên chưa bị áp lực về tất cả các quốc gia cũng như là Liên Hợp Quốc. Nhưng bây giờ vào thời điểm này đúng rồi, đến độ chín muồi rồi, là cái độ về môi trường đã áp lực lắm rồi đó. Bây giờ chính phủ nào bây giờ cũng rất là quan tâm về môi trường, không thể là nó đổi môi trường lấy là tăng trưởng nóng kinh tế được. Chính phủ Việt Nam ta bây giờ cũng phải đến bước bằng hành động, mặc dù ta cũng chưa giàu nhưng bây giờ cũng đã bắt đầu quan tâm dự án về môi trường rồi. Đấy, Liên Hợp Quốc này người ta cũng rất là, cho nên sản phẩm của Sikaway ra tôi khẳng định rằng đã đi đúng lúc đúng thời điểm rồi, và cộng với một con người 72 tuổi, cái độ kinh nghiệm của cụ rất lớn, và cộng với nữa đó là sự khát khao của một người già mà bây giờ cụ lớn rồi mà cũng có sự khát khao cháy bỏng, đó là cứu cái hành tinh chứ không phải là kiếm tiền vì tiền đó. Mà bây giờ đằng sau cụ là bây giờ hàng nghìn kỹ sư giỏi khắp mọi nơi đã về làm với việc với Ngài rồi, cho nên ta phải đặt niềm tin chứ, đúng không? Mà trong khi đó bây giờ bị áp lực về cả thế giới để nói về môi trường, thì bây giờ phải đón nhận cái công nghệ mới. Ta cứ nhìn sâu chuỗi đi tầm nhìn của Phạm Nhật Vượng của người Việt Nam ta thôi. Tại sao là một người sản xuất cái xe động cơ đốt trong, đúng không? Non trẻ mà bây giờ mới ra được con chưa đầy trên một năm, bây giờ là chuyển sang xe điện rồi, có xu hướng là tầm nhìn của ông Vượng là như thế rồi. Mà đánh ở đâu? Đánh vào thị trường Mỹ đầu tiên. Bởi vì Mỹ là thị trường khó tính. Mà đi vào xe điện bằng Mỹ rồi thì đồng nghĩa rằng sản phẩm của Việt Nam ta là bắt đầu có thương hiệu trên thế giới và nước nào cũng tin dùng. Đó, và hai chữ Việt Nam là có bắt đầu trên toàn cầu, là ai cũng biết đến. Mà cho nên chính phủ ta là có thể đứng đằng sau tạo cho Bắc Vượng. Tất nhiên tạo ở đây không có nghĩa là để cho những làm cái có tất, mà tạo để đưa một thương hiệu doanh nghiệp Việt có thương hiệu hai chữ Việt Nam lên thế giới và mọi người biết đến thế giới. Đấy, cũng Sikaway vậy thôi. Đấy, tại sao như thế, hôm trước tôi cũng nói một lần rồi, tại sao bây giờ là cụ là không, Ngài là không bán cho những người mà những con cá mập hay là những cái ông lớn, thì 3-4 ông lớn thì đủ có thể là 500-600 triệu đô người ta bỏ được. Nhưng mà sức lan tỏa nó không bằng crowdfunding. Và thứ hai là những người vào lớn như vậy thì Ngài sẽ chịu áp lực nhiều vấn đề. Thứ nhất là hạn chế trong quá trình là nghiên cứu của Ngài, bởi vì họ là phải hội đồng quản trị cho họ phải bàn tất cái gì cũng Ngài cũng phải xin ý kiến của họ, đúng không? Thứ hai là họ, Ngài cũng phải chịu áp lực về đồng vốn, bởi vì họ đầu tư họ ra rất nhiều điều kiện. Thế còn đây ta crowdfunding, đúng không? Mỗi người đồng nhỏ, nó không áp lực về vốn mà chỉ có việc nghiên cứu và đến chờ đến thời kỳ ra thôi. Giống như các bạn hay phân tích là đứa con là đủ 9 tháng 10 ngày. Tôi khẳng định thời trời nó đến ngày đó nó mới đẻ được, mà đẻ ra là vững vàng là một đứa con tốt.
và được chăm bằng và được mô trong một môi trường rất tốt thì chắc chắn nó sẽ chào đời trở thành một hạt giống đỏ đó trong tương lai. Và một sức lan tỏa của crowdfunding nó giá trị là gì, cả thế giới biết đến, thì đó là một sức lan tỏa quảng cáo về sản phẩm của Sugarway. Đó là một điều rất lớn, và đó là tôi hay nói đó là một khách hàng cứng của Sugarway đấy. Sau này sản phẩm ra chúng ta là người tiên phong, đúng không, để tạo cho những người còn nghi ngờ thì nhìn thấy đấy, ta là những người tiên phong thì ở đâu cũng có người ở ta rồi, cho nên là bứt phá rất lớn. Còn thì và một việc nữa thì là Dubai, tôi nói lại rồi, Dubai là một đất nước giàu trên thế giới cơ mà, nó đã tin tưởng, nó đã đưa về rồi, mà đất nước nó là đất nước dầu mỏ, đáng nó là phải là một đối trọng với là Sugarway, đúng không, bên điện để nó bể bán dầu chứ, bán dầu mỏ mà. Nhưng tại sao người ta lại phải đi tiên phong? Bởi vì dầu thì cũng hết, với hai đứa họ khai thác biết là có thể làm ra tiền, nhưng cũng cách làm tiền, nhưng họ nghĩ rằng càng khai thác dầu thì đất nước của họ ít nhiều bị ảnh hưởng về môi trường rất lớn. Nhưng bây giờ họ cách làm tiền của họ là đưa những công nghệ này, thì họ khai thác vấn đề du lịch phải là ngành thu nhập không khói, thì cả thế giới thì sang Dubai tham quan để rồi muốn ký hợp đồng hay là các dịch vụ ăn theo, thì Dubai là có một dòng tiền, một nguồn tiền chảy về cho Dubai thay vì bán đồ mỏ, thì đó là một nguồn thu nhập không khói, cũng là phát triển đấy. Cho nên cái tầm nhìn của họ Dubai thì ta phải nhìn những người tầm quốc gia. Và cái sản phẩm của ngài chủ tịch đây là gì, Sugarway chúng ta là gì, là trong kinh doanh ấy, thì trước khi sản phẩm đưa ra thì anh hỏi đặt câu hỏi đối tượng dùng hàng mình là ai, đúng không, số lượng bao nhiêu, ai sẽ dùng đến thời điểm chưa, thì đúng là ta đã có câu nói đó là đúng rồi. Đối tượng hàng dùng mình là ai? Đó là các chính phủ, các quốc gia, đúng không? Các ông chủ lớn sau này đầu tư, chứ đâu phải khách nhỏ lẻ đâu. Cho nên cực kỳ là tiềm năng. Cho nên là tôi nói như vậy. Còn một vài bài báo hay là một thông tin về giống như cái này bạn Hạnh nói, thông tin bên ngoài, giống như ta một cái câu chuyện mà một cái tờ báo ấy. Thì tờ báo thì trong một tờ báo thì nhiều cái mục tích cực, thì người ta thì khi đọc báo thì không xem đâu. Cứ vài cái tin tiêu cực là đâm chém nhau thì bắt đầu là xem trước. Đó, tù tôi đánh nhau, vợ chồng bỏ nhau, hay là tin trần cân gì đó, hoặc là cái anh bán báo, anh quảng cáo nữa, đó là cứ đọc cái mục đấy, nhưng mà quên đi những mục tích cực. Nhưng đó là những người ăn không ngồi rồi thôi. Còn những người mà làm kinh tế thì người ta nghiên cứu những cái mục, cái mảng nào kinh tế, bài báo hôm nay viết những cái gì, bất động sản hay là thị trường chứng khoán thế nào. Đấy, cho nên ta phải đi theo cái hướng tích cực, chứ đừng có nghĩ là đi theo đường tiêu cực. Theo quan điểm của mình như thế, mọi người đã đầu tư rồi mà ai đó mà hỏi thì mình cũng phải nên phân tích chia sẻ cho những anh em bên dưới hoàn toàn yên tâm. Mình đây thực ra là nói thật là từ đâu mình biết, từ năm 2018, 2019 mình đã tham gia thử, mình cũng đặt nhiều câu hỏi. Nhưng đến bây giờ mình nói thật, mình rất biết rất nhiều dự án, cũng tham gia rất nhiều dự án, nhưng mà mình chỉ có đặt niềm tin lớn và có thể là bứt phá và phá vỡ cho cả cuộc đời của mình, đó là Sugarway. Đó, hãy ngủ đông đi, một ngày nó thức giấc thì nó bùng dậy là khủng khiếp lắm. Đấy. Nên là đấy, cho nên mình hôm nay cũng sắp nối thêm mấy ý kiến như vậy để cho mọi người phải hiểu đấy. Chứ còn đừng có nghĩ rằng phải đi cái tin rác với là phải cái tin việc để rồi là tìm hàng cái sự một cái chuyến tàu mình. Nhưng mà thôi, tôi nghĩ rằng như thế này, một sản phẩm hay, một sản phẩm hấp dẫn thì không cựa được cái sức quyến rũ của con người ta và sức mua đâu. Đó, anh có nói gì thì gì, nhưng mà sản phẩm đã tốt rồi thì nó giúp vào thị trường như một con ngựa bất cám, nó chạy băng băng về đích. Mà tôi nghĩ rằng là khi chúng ta bắt đầu đã có những hợp đồng thương mại rồi ấy, thì chiến lược của ngài mà giống như theo như anh em chia sẻ là giữ lại 80% lợi nhuận, còn 20% chia cho cổ đông ấy, thì 80% đó là sẽ có những cái bàn đạp và bắt đầu ngài sẽ có những cái bước tiếp theo bứt phá còn khủng khiếp hơn nữa, và khi đó cổ phần gốc của chúng ta mới thấy càng ngày càng giá trị. Cho nên tôi nói rồi, khi lên kể lên sàn được cái mọi người có thì đừng có bán hết đi. Có bán này để gọi là chữa nóng thôi, để làm cái đủ dụng thôi, còn từ nào để đấy, rồi sau này chưa muộn đâu. Đấy, cho nên là tôi cũng nói hôm nay có đôi lời như thế để mọi người yên tâm. Mọi người mà đã làm rồi cứ tin tưởng vào đi, còn những cái gì mà ăn sổi thì cũng mau đi lắm. Còn những cái này đấy, cứ hãy tích cực, mình chấp nhận ngủ đông. Nhưng thực ra mình biết chia sẻ thì mình cũng là có thu nhập, bởi vì mình đi làm thì khách nhiều khách hàng thì đồng nghĩa rằng mình có thu nhập. Tuy nhiên hoa hồng của bên ta thì nó vẫn ít so với các dự án khác, nhưng mà cứ năng nhặt thì chạp bị đấy, rồi cũng có thu nhập, cũng thua gì đâu, đúng không? Mà được sống trong một cái tập đoàn này nó có thương hiệu thế giới thì này, trong tương lai thì chả có gì phải bàn cãi cả đấy. Cho nên mọi người hoàn toàn yên tâm đi, trong tương lai không đi và đến thì lo mà giữ sức khỏe đi, để rồi đến ngày mà thành công rồi mà lại không có mà dùng thì mày toán.
không có sức khỏe mà dùng. Khỏe mà dùng. Cho nên là mọi người cứ yên tâm đi. Bây giờ thực ra là mới có như hôm kia rồi tôi nghe Zoom có cái bác 82 tuổi. Những cái sự khát khao của bác đó. Còn cụ nói mà bác nói một câu là gì? Bây giờ mà tôi đến lúc mà tôi có được dùng hay không? Đúng là cũng có thể có và cũng có thể không. Bởi vì sức khỏe của bác là nó rủi ro cao lắm rồi. Nhưng mà khát khao trong một người thì đâu có độ tuổi đâu. Khát khao của một con người không cần độ tuổi. Có thể nhường lại cho con, cho cháu. Như ông, ngài chủ tịch ta thì cống hiến cho cuộc đời về sau là một sự vinh danh, tôn vinh con người của họ. Cống hiến cho loài người. Về thứ hai nữa là tôi đã nói về ông phải duy tâm. Ngài chủ tịch ta là người thiên chúa giáo. Mà thiên chúa giáo thì có những cái thuyết mà kể cả bên duy tâm hay duy vật chưa chiến thắng được giữa hai bên. Mà ngài cũng nói đây là chúa sai họ. Cho ngài xuống để cứu lấy hành tinh này. Đúng không? Nếu như ta là bên người bên khác thì có thể là nói đó là một cái thuyết thôi. Nhưng bên thiên chúa giáo họ có những cái cơ sở để họ nói đấy. Bởi vì thực ra là bên nào cũng chưa họ bảo vệ nó đúng. Cho nên người ta cũng phải nói rằng là đừng ta phân biệt bên nào ta cũng phải tôn trọng. Đấy, giống như ngài tiên tri người mù đấy, có những cái con người ta nó khó giải thích được sự lớn mạnh với cái sự tiềm tàng của một con người nó khủng khiếp lắm. Người ta đoán trước tương lai, đoán trước rồi về thế giới. Cho nên bây giờ mà dự án này tôi thấy nó có hay, tôi cũng nói thẳng là dự án này cũng quá hay. Một sản phẩm mà nó một trong ba cơ mà. Nó có ba vấn đề nhức nhối mà toàn cầu, không những Việt Nam mà toàn cầu bây giờ cũng là đang còn nhức nhối. Đó là gì? Ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông, tai nạn giao thông. Mà chưa có một cái giải pháp nào mà được như một trong ba như cái sản phẩm của Chicago. Mà giải quyết nốt khi sản phẩm chạy được rồi là giải quyết ba vấn đề. Đó là ách tắc giải quyết xong, ô nhiễm giải quyết xong, tai nạn giải quyết xong. Và đồng thời lại chi phí rẻ, thế mới lên là đúng không? Bởi vì nó rẻ ở đâu? Rẻ là không phải giải phóng mặt bằng. Qua cầu, qua sông không phải bỏ hàng trăm tỷ để giải làm cái cầu giao thông đường bộ hàng năm trời. Bây giờ chỉ có gác cột là đi. Mà bây giờ mà cái chuyện vấn đề là lắp ghép, bọn tôi làm công trình mà tôi biết, là bây giờ lắp ghép nó nhanh lắm. Nó nhanh thì có nghĩa là anh khai thác sớm thì đồng nghĩa thu hồi vốn nhanh. Thu hồi vốn nhanh thì các ông chủ mà nếu mà tính toán thì người ta phải đầu tư vào đấy chứ. Còn bây giờ nhiều người cứ nói bao giờ cứ nghỉ quy chụp về Việt Nam. Tại sao ngon như thế là nhiều người Việt Nam ta không làm? Có những cái Việt Nam biết nhưng mà có những cái tôi không nói ở đây. Bởi vì nó là một cái thể chế của ta nó khác. Và thứ hai nữa là không phải là không biết. Nhưng mà biết không phải là cái... Còn cái chuyện lý do thì ta không nên giải thích sâu. Bởi vì nó là vấn đề chính trị. Đấy. Mà cái quan trọng nhưng đến một lúc rồi nào đó. Kể cả chính phủ. Hôm nay ví dụ như thể chế này là chưa nghĩ đến, nhưng thể chế sau lớp trẻ lên đó là có những cái nó tư duy nó khác ngay. Nó bắt ngay và luôn phải làm tay luôn. Đúng không? Cái hai nữa là thôi thì mình cũng cứ Việt Nam về đi ăn chắc mặc bền thôi. Thì để coi các nước chạy thế nào đã. Rồi an toàn rồi ta mới chạy. Chơi bài chắc chắn lắm. Đúng không? Thế bây giờ thì nước mắt thì cứ như nóng đâu thì xoa đấy đã. Bây giờ thì xe ách tắc nhiều và ô nhiễm thôi chứ làm được cao tốc đấy là. Đúng không? Rồi thì có thể tàu cao tốc. Cái việc đấy là cứ phải làm. Đấy. Còn cái chuyện sản phẩm hay thôi thì thực ra là ta chứ muốn nói là từ chối. Nhưng mà rồi cũng có thể ra đến lúc. Nhưng mà cái câu chuyện của ngài chủ tịch hay là cái tập đoàn Chicago không đánh giá Việt Nam là một cái đối tượng mà để cho họ đặt niềm tin vào sự phát triển của Chicago. Bởi vì họ đã đánh giá là đối tượng đó là những nước giàu. Đấy. Bởi vì bao giờ bán cho anh nhà giàu bán ngon hơn chứ. Bán cho anh nhà đói thì thật rồi, một là phải bán chiêu. Đấy, hoặc là bán trả góp thu hồi lâu lắm. Đúng không? Thế bây giờ thì bây giờ những ngày là ngài chủ tịch đang đi đúng hướng. Đang đi đúng hướng đó là đi Dubai. Đấy, một đất nước giàu và khối Ả Rập Xê Út nó giàu lắm. Mà khi bên kia là bùng nổ thì cả đồng nghĩa là cả thế giới nó bùng nổ. Và cái hai nữa là chúng ta hãy tự tin đi. Ngài không nói rõ đó là chiến lược kinh doanh thôi. Tôi biết trong tay ngài rất nhiều hợp đồng rồi. Nhưng mà vì chiến lược kinh doanh không dám nói ra. Đó. Chứ còn mà nói ra thì nó bị nhiều đối thủ, nó phải cạnh tranh. Cho nên có những cái là ngài cũng đã trong những không những nhà khoa học mà nhà có những chiến lược kinh tế người ta, ngài đã có những cái hoạch định rồi. Nên ta không hoàn toàn đấm đắm. Bởi vì từ ngài mà nói ra thì con số thì có lẽ nhiều người phải giật mình. Thì hợp đồng thương mại của ngài đã ký trong tay rồi. Vì một câu chuyện thứ ba nữa là lực lượng của ngài đông mỏng. Không thể ký một lúc dồn dập cả thế giới được, ví dụ như thế. Thì người đâu mà làm. Đúng không? Phải có lộ trình chứ. Phải làm dần, đến lúc phải chọn ưu tiên chứ. Các nước ký nhau bây giờ phải chọn được nước nào làm trước. Đấy. Còn ngài thì đánh giá Việt Nam ta cao, đó là người Việt Nam ta hưởng những dự án này cao và sức lan tỏa người Việt Nam ta lớn, bởi vì người Việt Nam ta là thân thiện, bởi vì các cái mối văn hóa dòng họ anh em bạn bè chúng ta đã từng nói về Việt Nam lớn,
khác cái gì thì cứ phải sang Việt Nam. Bởi vì là bắt đầu là anh này nói với anh kia, dòng họ này nói dòng họ kia đấy, rồi gọi cô chú cụ gì như thế là sức lan tỏa nó nhanh lắm. Nó khác cái Tây là cái chỗ đấy, Tây là nhà nào biết nhà đấy. Nhưng Việt Nam ta quả này mà tôi nói thật là nếu mà đi sai hướng thì cũng nghèo nhiều đấy, nhưng mà ta đi đúng hướng thì khả năng ta giàu nhiều đấy trong tương lai. Việt Nam bé hạt tiêu mà đấy, không có sức mà tiêu đâu, mà Việt Nam ta mà đã giàu rồi ấy thì cái, sau này tôi khẳng định ra đường nhìn cái dân Chicago là biết nghề liền mà, biết ngay mà. Chào tay quay đấy. Còn những cái dân làm tài chính ấy, còn những cái dân làm tài chính thì là biết liền thôi. Đấy, 3 năm sau, 3, 4 năm sau dân tài chính là đi là bước không nổi, chứ còn dân bên sân tay quay ta là coi như là bước đi không mạnh mẽ lắm, mà phăng phăng này, đi về về trước này, về đây. Gặp ai cũng phải chọn người chào chứ không phải ai chào đâu. Vâng ạ. Rồi, hôm nay tôi nói như vậy thôi nhá, mọi người góp ý với mọi ý kiến vậy thôi nhá, chúc mọi người khỏe. Cảm ơn bác rất nhiều, nhưng mà em hỏi bác có phải là cái người mà sáng tác cái này thơ về Chủ tịch không nhỉ? Ờ không không, tôi có thơ nhưng mà tôi chưa đọc, hôm nào tôi đọc đâu. hẹn anh Nhẫn buổi sau sẽ bật mí bài thơ. Thôi thì lâu lâu rồi, lâu rất là nhiều. Rồi, thế chúc mọi người nhá. Vâng, cảm ơn anh Nhẫn rất nhiều ạ. Có lẽ là cái sự chia sẻ của anh Nhẫn ở Nghệ An cũng chính là cái lời chia sẻ cuối cùng trong buổi Zoom ngày hôm nay. Thì bây giờ cũng đã là 22:41 rồi ạ. Thì chúng ta ban tổ chức xin phép là ngừng buổi Zoom ngày hôm nay tại đây. Xin chúc tất cả các cô chú anh chị có một sức khỏe thật là tốt và càng ngày càng tâm huyết với Skyway hơn nữa, và để cùng nhau là giúp cho Skyway tiến ra thị trường thật nhanh và thật mạnh. Tất cả đều nhờ công sức của chúng ta. Chủ tịch luôn luôn nhắc đi nhắc lại rằng tất cả là nhờ các nhà đầu tư, đúng không ạ? Tất cả những gì tôi làm được ngày hôm nay là nhờ rất nhiều công lao của các nhà đầu tư và tất cả những người đối tác nữa. Đấy. Thế thì chúng ta hãy cố gắng để giúp chủ tịch của chúng ta. Và bây giờ thì xin kết thúc chương trình và chúc cả nhà ngủ ngon ạ. Chụp hình, từ đã, chụp hình chị ơi. Tại vì căn bản hôm nay nhỉ, hôm nay trang 1 đã không có camera mấy rồi, mọi người có thể bật cam lên được không ạ, để chúng ta chụp ảnh. Nhà mình bật cam lên nha, bởi vì là chỉ bật cam thì mới được vào hình thôi. Đảm bảo quyền lợi. Đi cân chụp nhé. Anh không có cam lấy gì bật đây. Ủa thế ạ? Anh thiệp à? Thế thì anh phải lên tiếng để được ngoi lên trang đầu. Bật cam lên chứ. Đấy, mọi người đang bật cam dần lên rồi nè. Đấy, đẹp quá. Có cam lên là đẹp. Nào, chúng ta hãy cười thật tươi và rất... Cười xinh, cười xinh. Đinh Tuân nghe rõ trời ơi. Trời ơi, ngáp ngủ mà nghe nói chỗ này cười hết rồi. Đang hoàn thành gói đầu tư. Chụp chưa? Vẫn phải làm nhiệm vụ chụp ảnh. Ok. Ơ từ từ, anh chụp ra đây. Có chụp lại cho chắc phải đếm mới chứ. Cho mọi người cười tươi. Xong rồi. Kim Chi. Một trang nhá. Còn này trang thứ hai này. Trang tiếp. Không cứ cười chắc. Làm việc riêng trong giờ họp mà còn khai ra nữa, đúng là Tuân. Anh Vũ cười tươi thế. Ok, xong rồi. Anh mình chụp ảnh. Cảm ơn rất là nhiều. Anh ơi, Tuân nha. Vui bất hiệu mạnh quá. Rất nhiều nhà đầu tư. Thông báo phải ra. Chúc Minh Vũ ngủ ngon nhá. Thế Minh Vũ là tuyến đường thứ hai nha. Bye bye. Minh Vũ là tuyến đường thứ hai phải không? Xin chào mọi người nha, chúc mọi người ngủ ngon nha. Xin chào, cảm ơn mọi người, cảm ơn em Tuân. Chúc cả nhà ngủ ngon. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà.